Hoàng đế mơ mơ màng màng rời đi, hắn cũng chậm rãi đi ra quân cơ trọng địa, đứng ở trên bậc thang ngước nhìn sao sáng sớm. Dưới bậc thang chợt có người đi tới, là La Chiếu, hắn chưa rời đi, leo lên bậc thang hành lễ. Ngọc Thương nói, Thượng tướng quân còn có việc, La Chiếu không cam lòng nói. Các chủ, ý nghĩ của hai vị tướng quân thật không đáng lo ngại, hai nước Yến, hắn cũng không muốn nhìn thấy tấn quốc lớn mạnh, thời điểm này chỉ cần khai thông thích đáng, hai nước Yến, hắn sẽ không thừa lúc vắng mà vào, bằng không chiếm nước tần chưa kịp đứng vững chân liền phải trực diện hổ lang chi sư của tấn quốc, này tuyệt đối không phải bọn hắn muốn nhìn thấy. Tình thế về quốc đích xác không phải trước đó có thể so sánh, một khi về quốc đổ, nước tần lại xuất binh trả giá sẽ càng lớn. Nước tần xuất binh càng sớm, tam quốc liên thủ càng sớm sẽ càng có lợi, mong các chủ sớm làm quyết đoán. Mà tướng nguyện lĩnh binh vào tây bình quan chiến một trận. Ngọc Thương nói, tâm ý của tướng quân ta minh bạch, nhưng tướng quân biết tâm ý của ta không? La Chiếu nói, mà tướng rửa tay lắng nghe. Ngọc Thương nói, tự mình lĩnh binh chiến một trận, dũng khí của tướng quân, ta vô cùng kính phục. Nhưng người có nghĩ tới không, một khi hai người điền, mã ở trong bóng tối làm khó dễ, binh là binh của bọn hắn, tướng là tướng của bọn hắn, người tự mình lĩnh binh lại thế nào. Người thống quân nhiều năm hẳn phải biết, tuy người phía dưới không dám đối kháng quân lệnh, nhưng một khi người phía dưới đều bằng mặt không bằng lòng, người còn làm sao đánh. La Chiếu trầm mặc, hắn lại không ngốc bị hai người điền mã làm khó dễ lâu như thế sao có thể không biết tâm tư của hai người ngọc thương nói không sai điền mã sẽ không để hắn lập công ước gì hắn bị đánh bại càng có khả năng sau khi suy nghĩ cẩn thận biết đối phương lo lắng cái gì hỏi nếu các chủ biết vì sao ngồi xem hai người tư tâm ngộ quốc ngọc thương nói biết lại có thể thế nào ta nên trực tiếp giết bọn hắn hay trực tiếp cướp đoạt binh quyền của bọn hắn giết bọn hắn dễ dàng nhưng vô duyên vô cớ giết bọn hắn làm sao phục chúng. Ta nói rồi, binh là binh của bọn hắn, tướng là tướng của bọn hắn, manh động sẽ xuất hiện hậu quả gì. Tình huống về quốc người cũng thấy, người hữu tâm có thể buông tha cơ hội làm loạn sao. Cho nên, tướng quân bình tĩnh đừng nóng, quá nhanh không hẳn là chuyện tốt, chậm một chút có lẽ không phải chuyện xấu, đợi thế cục chuyển biến xấu đến mức nhất định, bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực chống đỡ xuất binh. Hiện tại nha, chúng ta chuẩn bị chút thời gian cũng không phải chuyện xấu, người nói phải không? chương 1638, lời khen tặng lúc sắp chia tay hai La Chiếu nói, các chủ bày ngưu nghĩ kế tự nhiên là không sai, nhưng chiến sự không thể giống như chính sự, người làm tướng, phải kịp thời quyết đoán, nếu không sẽ bỏ mất chiến cơ. Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một khi lỡ mất cơ hội, liền có khả năng gây thành tổn thất không cách nào vãn hồi, mà tướng thực rất lo lắng. Ngọc Thương nói, tướng quân, lẽ nào ngươi còn không rõ vì sao vị trí tần quốc đại tư mã ta để chống mà không lập sao nói tới mức độ này ta cũng không dối gạt tướng quân vị trí đại tư mã ta muốn giao cho tướng quân ngươi để chống mà không lập là vì tướng quân nhưng cần cơ hội coi như muốn xuất binh ta cũng sẽ không để ngươi tự mình lĩnh binh xuất trinh bởi vì có người sẽ kéo chân sau của ngươi bọn hắn sẽ không để ngươi lập công muốn xuất trinh cũng là bọn hắn lĩnh binh ta cũng sẽ để bọn hắn lĩnh binh xuất trinh bọn hắn xuất binh đánh thắng tự nhiên là chuyện tốt nếu đánh thua ta nói rồi ta không thể vô duyên vô cớ giết bọn hắn ta cần một cái cớ cần một lý do để mọi người không lời nào để nói chiến bại quân pháp xử lý người ngộ quốc ai cầu tình cũng vô dụng chém răn đe sau khi chém lập tức đẩy ngươi đi tiếp nhận dưới rắn mất đầu chính là cơ hội tốt để ngươi tiếp nhận chỉnh đốn tướng quân điều quân nhiều năm chỉ cần cho tướng quân cơ hội lại có ta toàn lực phối hợp ta nghĩ tướng quân nhất định có biện pháp thuận lợi chỉnh đốn. Nhấc tay vỗ vỗ bả vai La Chiếu, không phải không nghe người khuyên can, mà là muốn chậm một chút, chậm một chút đối với mọi người đều tốt, người nói phải không. Vẻ mặt La Chiếu bất đắc dĩ, đối phương nói tới mức độ này, hắn còn có thể lại nói cái gì. Chỉ có thể xin cáo lui, hưu quạnh rời đi, hữu tâm vô lực, nội tâm phiền muộn, không có bởi vì Ngọc Thương nói rõ chồng đỡ hắn mà cảm thấy cao hứng, ngược lại bởi vì thế cục vệ quốc mà cảm thấy lo lắng hắn từng làm đại đô đốc Tống Quốc, thống lĩnh nhân mã Tống Quốc, trừ tận tâm quân vụ của Tống Quốc, không tránh khỏi tốn tinh lực nghiên cứu quân sự các nước, làm chuẩn bị ứng biến. Tấn quốc phát động công kích về quốc và tế quốc không phải một hai lần, mà là nhiều lần xâm phạm, nhưng lần này phong cách động thủ của tấn quốc thật quá khác trước. Thay đổi phong cách cương mãnh, biến thành cực kỳ âm nhu độc ác, hoàn toàn không giống phong cách biêu hãn mà tấn quốc nhất quán theo đuổi, thủ pháp đại biến A. Trước chiến làm nền có thể nói tàn nhẫn, ổn, chuẩn, trong nháy mắt đánh vào tử huyệt của vệ quốc, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ai cũng không nghĩ tới tấn quốc sẽ lấy phương thức tỷ đệ huyền vi tranh chấp hạ thủ, phương thức gây xích mích ly gián tuy thường thấy, nhưng lần này rất không giống. Vệ quốc lại không phải ngu ngốc, một quốc gia nào có dễ dàng để người đắc thủ như vậy, đâu có thể để người ta dễ dàng làm ra động tác lớn như thế, thật muốn dễ dàng như thế mà nói, còn cần chờ tấn quốc đến thời điểm này mới hạ thủ. Nhưng lần này tấn quốc làm được, mượn tỷ đệ huyền vi mâu thuẫn, một lần tàn sát gần như toàn bộ tướng tài của vệ quốc. Phương thức hạ thủ độc ác nhưng đúng chỗ như vậy, chắc chắn sẽ không phải cử chỉ vội vàng, khẳng định là ấp ủ chuẩn bị rất lâu, trước đó nhất định có chuẩn bị tỉ mỉ. Cho nên La Chiếu rất lo lắng, đã chuẩn bị lâu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là có nắm chắc. Ngọc Thương nói chậm một chút, hắn lo lắng tấn quốc không hẳn sẽ cho bên này cơ hội từ từ suy tính. Nhưng hắn lại có thể thế nào, nên nói đều đã nói, đám người Ngọc Thương đều có dự định, hắn nói cái gì cũng vô dụng may là hắn không phải lần thứ nhất gặp qua tình cảnh như vậy hắn ở tống quốc lịch luyện rất lâu biết sự tình như vậy khó tránh khỏi ở trong triều chính của các quốc gia đều khó tránh khỏi sự tình các hệ phái cản tay nhau khó mà tránh khỏi hắn đã thích ứng ai la chiếu chậm rãi đi trên đường vẻ mặt phiền muộn nhìn màn đêm thở dài một tiếng trở về rồi trang hồng thái hậu tần quốc đang ngồi ở trong phòng chờ nhi tử nhìn thấy nhi tử trở về hỏi một tiếng hạ lệnh phái tranh thủ tiến lên hành lễ. Mẫu hậu, muộn như thế, sao người còn không nghỉ ngơi? Trang Hồng nói, không phải bệ hạ ngươi cũng chưa nghỉ ngơi sao? Khóe miệng hạ lệnh phái lộ ra nụ cười tự diễu. Nhi tử còn có đại sự phải xử lý. Trang Hồng nói, ngươi xử lý, sự tình gì, sự tình tấn quốc muốn tấn công vệ quốc sao? Hạ lệnh phái ừm một tiếng, đi tới một bên ngồi xuống, trả lời nói. Vệ quốc cầu viện tần quốc ta, hy vọng tần quốc có thể xuất binh đồng thời kháng tấn, bọn hắn ở phòng quân cơ thương nghị trang hồng nói thương nghị thế nào có người kiến nghị lập tức xuất binh có người kiến nghị hoãn xuất binh hạ lệnh phái nói nói rõ rõ ràng ràng lời nói lúc ngủ cũng nghe được sao có thể thấy lúc đó hắn là vờ ngủ trang hồng nói vậy ngươi cảm thấy là điền mã nói đúng hay là chiếu nói có lý hạ lệnh phái trầm ngâm một phen sau đó nói nhi tử không biết ai đúng ai sai nhưng có một điểm ta biết hai người điền mã có tư tâm cái khác chính là, dù sao La Chiếu cũng từng nắm binh quyền của một quốc gia, hai người điền, mã bố cục không hẳn có thể so với La Chiếu. Trang Hồng nói, ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, xem ra còn rất rõ ràng. Hạ lệnh phái lại lộ ra nụ cười tự diễu, nhi tử lại không phải người ngu, tiếp xúc chiều chính lâu như thế, lại không hiểu, vậy thì cũng quá phế vật rồi. Đích xác như hắn nói, trước đây hắn chỉ là không dành thế sự, mà không phải người ngu, đồ vật gì tiếp xúc lâu ít nhiều cũng có chút cảm giác trang hồng nói ngươi tới đây hạ lệnh phái không biết gọi hắn qua làm chi bất quá vẫn đi tới trang hồng chỉ chỉ trước mặt quỳ xuống hạ lệnh phái sững sờ trang hồng nói ta bảo ngươi quỳ xuống hạ lệnh phái đàng hoàng quỳ xuống trang hồng hơi cúi người nhìn kỹ nhi tử ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy lão sư ngươi nhiều hữu đạo bản lãnh thế nào hạ lệnh phái ngơ ngác trả lời lão sư tài hoa hơn người lại có thể từ hai bàn tay trắng đỡ thương chiêu tông trở thành Nam Châu chi chủ, toàn bộ Yến quốc cũng phải nhìn sắc mặt của hắn, lão sư tự nhiên là người rất có bản sự. Trang Hồng nói, vậy lúc lão sư ở lần cuối cùng thấy ngươi, lời khen tặng sắp chia tay ngươi còn nhớ không? Hạ lệnh phái nói, tự nhiên là ghi nhớ trong lòng. Trang Hồng nói, ngươi lập lại lần nữa. Hạ lệnh phái sừng sốt, cuối cùng từ từ nói, lúc đó lão sư hỏi ta, là muốn quân lâm thiên hạ, hay muốn một đời bình an? lúc đó nhi tử nào có ý nghĩ quân lâm thiên hạ gì cũng không biết bản thân vậy mà sẽ trở thành hoàng đế tần quốc lúc đó tự nhiên là cầu bình an lão sư nói cầu bình an cũng tốt nói hảo hảo sống sót hơn hẳn vô số thứ khác lão sư nói người như vậy đã rất tốt nhớ kỹ sau đó tiếp tục như vậy cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không biết chỉ để ý sống phóng túng cái khác đều không cần lo có rõ ràng cũng phải giả bộ hồ đồ mọi việc cứ để đám người ngọc thương bận rộn đi lão sư nói chỉ cần nhớ kỹ lời của hắn, có thể bảo đảm một đời vinh hoa phú quý, ít nhất cũng có thể bảo đảm một đời bình an. Lão sư nói, nếu như vi phạm lời hắn căn dặn, tương lai của ta sẽ rất buồn phiền, thậm chí mẹ con chúng ta sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lão sư nói, nếu như một ngày nào đó nội tâm ta dục già dục dịch, có thể ngẫm lại lời của hắn, ta có nguyện ý vâng theo dạy bảo hay không hắn không miễn cưỡng, đường là do ta lựa chọn, hậu quả do ta gánh chịu. Trang Hồng nói, có thể nhớ kỹ thì tốt, bất quá nhớ kỹ còn phải có thể lý giải, hiện tại ngươi có hiểu dụng ý của hắn không? Hạ lệnh phái nói, dường như có chút minh bạch, ai, Trang Hồng buông tiếng thở dài, chương 1639, đại chiến bắt đầu. Trước khi chia tay, như Hữu đạo nói với ta, kỳ thực cũng chưa dạy ngươi cái gì, nói xin lỗi ta, hy vọng ta không nên trách hắn làm hại con cháu người. Hắn nói, một người có thể đọc lầu lầu một quyển tập thơ, không thể bảo là không thông minh, luôn có một ngày sẽ lớn lên hắn nói hắn không có gì có thể dạy ngươi nhưng nể tình ngươi xưng hắn lão sư nên mới nói mấy lời kia khi đó đừng nói ngươi ngay cả ta cũng không hiểu hắn có ý tứ gì sau đó giống như nằm mơ ngươi thành hoàng đế ta thành hoàng thái hậu trơ mắt nhìn tần quốc lập quốc lại ở trong cung hồi lâu không thiếu tự do tiếp xúc người và việc cũng nhiều mới dần dần lĩnh hội đến thâm ý của hắn ngươi không phải dường như có chút minh bạch mà là trong lòng rõ ràng sắc mặt tự diếu kia là cho ai xem Ngươi minh bạch, nhưng ngươi có chút không cam lòng. Trước đó vài ngày ngươi hỏi cung nữ cùng ngươi quan hệ không tệ kia làm sao không thấy? Mới đầu ta cũng không biết vì sao không thấy. Sau đó nghe người ta phảng phất như tiết lộ, cung nữ kia nói lời không nên nói đã bị người giết. Từ khi tiến cung đến nay, người bên cạnh lục tục mất tích không ít. Phái Nhi, người phải nhớ kỹ, mẹ con ta chỉ là trang trí. Năm đó lúc mẹ con chúng ta bôn ba các nơi là trang trí. Hiện tại mẹ con chúng ta bị đẩy lên trước đài cũng vẫn là trang trí. Ngươi đừng tưởng rằng những người kia nhiều năm qua dốc hết tâm huyết phục quốc là chung với mẹ con ta, coi như trước đây có cái tâm kia, cũng là trước đây. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế tần quốc thì có thể lời vàng ý ngọc, bọn hắn nhọc nhằn khổ sở đánh hạ Giang Sơn, ngươi mong đợi bọn hắn có thể chắp tay dâng quyền lực cho ngươi. Ngươi mong đợi bọn hắn có thể tùy ý ngươi bài bố. Từ trên xuống dưới người đều là người của bọn hắn, bên người mẹ con ta có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Bọn hắn hy vọng ngươi trở thành một hoàng đế xứng chức, nhưng chỉ hy vọng ngươi trở thành một hoàng đế phù hợp nhu cầu của bọn hắn, chắc chắn sẽ không hy vọng ngươi trở thành một hoàng đế có thể chi phối lợi ích của bọn hắn. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi có huyết tính, ngươi là nhi tử của ta, ta quá hiểu rõ ngươi, ta cảm nhận được ngươi từ từ tích lũy tâm khí, ta rất lo lắng ngươi sẽ làm ra sự tình gì xung động. Phái nhi, chính ta cũng rất dày vò, không biết tháng ngày như vậy sẽ như thế nào, không biết mẹ con ta tương lai nên làm sao lo liệu. Sau đó nghe Phong Thanh lão sư ngươi ở ngoại giới làm việc, Nghĩ đến lúc trước lão sư ngươi trịnh trọng khuyên bảo, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lão sư ngươi có thể ở trong thiên hạ phong vân phiên vân phúc vũ, tự nhiên không phải người bình thường, tình trạng của mẹ con ta bây giờ sớm ở trong dự liệu của hắn. Lời khuyên của lão sư ngươi là lời vàng ngọc, lão sư ngươi biết tình cảnh của chúng ta sau này, đã vạch cho mẹ con chúng ta một lối thoát. Mẹ con chúng ta có hành động tất nhiên sẽ chạm đến lợi ích của bọn hắn, bọn hắn tất nhiên sẽ bất mãn, tương lai không hẳn sẽ còn bảo vệ chúng ta. Ngược lại mẹ con chúng ta không có hành động, coi như bọn hắn thất vọng cũng phải tiếp tục cung cấp cho mẹ con chúng ta. Càng không có hành động, bọn hắn càng sẽ trung tâm với ngươi, càng sẽ bảo vệ chúng ta, cần tiền bọn hắn cho tiền, cần người bọn hắn cho người, cho dù ngươi ham luyến nữ sắc bọn hắn cũng sẽ dâng lên, tối đạo oán giận vài câu mà thôi, thế nhưng hoàng đế phụ thuộc bọn hắn như vậy đi đầu tìm. Phái nhi, thả xuống huyết tính của người trẻ tuổi, từ bỏ bất mãn đi. Như lão sư ngươi nói, tiếp tục như cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, chỉ để ý sống phóng túng, cái khác cái gì cũng không cần lo. Nương hy vọng ngươi hảo hảo sống sót, hy vọng nhìn thấy ngươi sinh con dưỡng cái. Hạ Lệnh phái hỏi, nương hy vọng nhi tử của mình sống sót giống như heo chó nuôi nhốt sao? Trang Hồng lắc đầu nói, ngươi cho rằng nương nguyện ý sống như vậy sao? Nói đến ngượng ngùng, nương thậm chí hy vọng có nam nhân triền miên ân ái an ủi bản thân, thế nhưng không được, nương là hoàng thái hậu của Tần quốc, ai cũng sẽ không cho phép nương tái giá đi tìm nam nhân, quãng đời còn lại của nương chú định phải thủ tiết mãi mãi. Phái nhi, trong loạn thế này, bên đường có bao nhiêu hài cốt đói chết. Một đời cơm ngon áo đẹp hảo hảo sống sót không tốt sao? Nếu như ngươi không cam lòng, liền ngẫm lại lời lão sư ngươi nói. Mẹ con chúng ta bị bọn hắn giam lỏng, khống chế nhiều năm như thế, lão sư ngươi là ngoại nhân duy nhất chúng ta tiếp xúc được, lão sư ngươi cũng là người duy nhất có bản lĩnh an bài chúng ta từ trong tay bọn hắn, lời hắn nói ngươi không thể nghe sao? ngươi cũng nói lão sư ngươi là người có bản lĩnh lẽ nào ngươi không thể hảo hảo ngẫm lại lẽ nào còn không rõ thâm ý của hắn sao hạ lệnh phái nói nhi tử minh bạch ý tứ của lão sư rất đơn giản mẹ con chúng ta ở dưới bọn hắn khống chế không có người của mình cũng không có thế lực mẹ con sống nương tựa lẫn nhau thế đơn lực bạc không có năng lực không thể đấu thắng bọn hắn giả bộ hồ đồ liền có thể hảo hảo sống tiếp một khi muốn thoát khỏi khống chế mẹ con chúng ta là tự tìm đường chết Mẹ con chúng ta đối với Tần quốc không có bất kỳ lực ảnh hưởng, ngoài ý muốn bỏ mình đối với Tần quốc sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, bọn hắn tùy thời có thể lập người khác. Chỉ cần chúng ta nguyện ý làm khôi lỗi, bọn hắn sẽ chỉ bảo vệ che chở." Trang Hồng nói, "Đã minh bạch, vì sao không cam lòng?" Hạ Lệnh phái cúi người dập đầu, "Không cam lòng chỉ là ở trong lòng, nhi tử biết lão sư nói đúng, nhi tử biết nên làm như thế nào, sẽ tiếp tục giả hồ đồ." Trang Hồng nhất thời cảm thấy vui mừng, đưa tay đỡ con dậy, nói: minh bạch thì tốt, đứng lên đi, muộn rồi, đi nghỉ ngơi sớm, sáng sớm bọn hắn còn sẽ kéo ngươi đi thượng chiều đấy. Nâng nhi tử dậy, nàng cũng dậy, muốn rời đi. Vừa đi ra vài bước, hạ lệnh phái bỗng buông tiếng thở dài. Trước đây không hiểu chuyện, sau này nhìn mọi việc mới biết lão sư đích xác là nhân vật, tay trắng xuất sơn, nhưng có thể giúp thương chiêu tông vượt mọi trông gai, bình định bát phương, bây giờ bản thân cũng đứng hàng trưởng lão tử kim động, dưới tay có đại quân trung thành thiện chiến, lực ảnh hưởng ở yến quốc rất lớn mà tần quốc có thể lập quốc tác dụng của lão sư không thể không kể công ta có thể làm hoàng đế nói ra còn là nhờ phúc của lão sư ta có thể cảm giác được mỗi khi nói tới lão sư ánh mắt ngọc thương sẽ rất cẩn thận dường như ngọc thương cũng có chút kiêng kỵ lão sư đáng tiếc sau khi rời đi mao lư sơn trang lại chưa từng gặp lão sư nói đến khi đó thật hồ đồ lỡ mất cơ hội học tập mẫu hậu ta thật muốn tái kiến lão sư muốn cùng lão sư hảo hảo nói chuyện nhất định sẽ được lợi không ít, đáng tiếc lão sư ở trong thánh cảnh còn không biết có thể sống sót đi ra hay không, cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp mặt hay không. Trang Hồng than thở nói, không nên nghĩ nhiều, đi nghỉ sớm một chút. Vũ lịch năm thứ 34, đại quân tiền tuyến của tấn quốc tập kết, hung hãn phát động chiến tranh. Quân cơ trọng địa, thái thúc hùng cơ hồ là ngày đêm thủ ở chỗ này. Chiến sự mở ra, can hệ trọng đại, hắn sợ ra cái gì ngoài ý muốn, có thể nói rất khẩn trương lo lắng một mực chờ đợi chiến báo ở tiền tuyến. Trưởng môn khí Vân Tông Thái Thúc Phi Hoa Cơ Hồ cũng ở nơi này, cực kỳ quan tâm chiến sự, nhìn chăm chú ở nơi này cũng là để tiện sai phái tu sĩ Tấn Quốc, dễ dàng phối hợp đại quân Tấn Quốc tác chiến. Trận chiến này, hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm rất căng thẳng. Tin chiến thắng, ngoài cửa báo một tiếng, đại nội tổng quản đào lược lập tức bước nhanh qua, tự tay nhận chiến báo, hai tay cấp tốc dâng lên. Thái Thúc Hùng cầm chiến báo, hỏa tốc mở ra kiểm tra, Xem xong quát to một tiếng. Tốt, doãn đại tướng quân không phụ bản vương kỳ vọng. Chương 1640, chính là cơ hội hạ thủ tốt một. Tuy lần này tiến công, trước đó có chuẩn bị, nhưng phát động vội vàng, đại quân hoàn toàn tập hợp là cần không ít thời gian, lần này tiến công là tấn quốc tập kết nhân mã tiên phong, không chờ đại quân tấn quốc toàn diện chuẩn bị thỏa đáng, liền một mình phát động công kích qua biên giới. Vì lần công kích này, đại tướng quân tấn quốc doãn trừ được phái đi tiền tuyến khẩn cấp đại lượng cao thủ của khí vân tông hộ tống doãn trừ tới tiền tuyến chỉ huy binh mã tiền phong tác chiến. Không có biện pháp, trước đó vì bảo mật, nước đến chân mới vận dụng doãn trừ. Chiến báo viết, doãn trừ xuất quân thế như trẻ tre, một lần công phá biên phòng vệ quốc, thủ quân của vệ quốc bị giết quân lính tan giã. Trận chiến này thắng rất dễ dàng, doãn trừ ở trong chiến báo tán dương thái thúc hùng anh minh, trước chiến làm nền chuẩn bị đối với quân vệ ảnh hưởng quá lớn. Quân vệ đối mặt thế tiến công của quân tấn cơ hồ là không đỡ nổi một đòn, Binh bại như núi đổ, quân vệ tan tác, còn lại vài tu sĩ vệ quốc không thể cứu vãn, đối mặt tu sĩ tấn quốc phối hợp chỉ có thể tán loạn bỏ chạy. Doãn Trừ ở trong chiến báo nói, đã xuất binh thâm nhập vị trí chiến lược của vệ quốc, chuyến này có thể nói đẩy mình vào chỗ chết, hy vọng đại quân triều đình có thể đúng lúc chạy tới đánh vào vệ quốc, giảm bớt áp lực cho bọn hắn. Thái Thúc Phi Hoa xem qua chiến báo, cũng vuốt cằm nói: "Đánh tốt, Doãn Trừ này không tệ." Thái Thúc Hùng gật đầu, trái tim rốt cục thả xuống. Báo ngoài cửa lại có chiến báo đào lược lại lần nữa tự mình lấy thư chuyển đến trên tay thái thúc hùng cũng nhắc nhở một câu là thiệu đại nhân gửi thư thái thúc hùng mở thư nhìn chỉ thấy thiệu bình ba ở trong thư cường điệu về quốc nội bộ đại loạn huyền vi tất nhiên nghĩ tất cả biện pháp ổn định lòng người cho nên đại quân doãn trừ nhất định phải đánh ra hiệu quả uy hiếp lớn nhất chuyện này sẽ sản sinh hiệu quả tích cực cho chuẩn bị trước đó đạo lý rất đơn giản nội bộ về quốc có vài người phản loạn đối mặt cử chỉ ổn định lòng người của huyền vi không tránh khỏi có chút đung đưa. Một khi thế tiến công của đại quân doãn trừ bị ngăn trở, thái độ của những người kia rất có khả năng sẽ thiên hướng huyền vi. Mà một khi đại quân doãn trừ tiến công sắc bén, một khi quân vệ không đỡ nổi một đòn, thái độ của những người kia sẽ hướng về tấn quốc, mưu đồ đường lui, sẽ sản sinh hiệu quả tích cực. Cho nên trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Mặt khác chính là, một khi đại quân doãn trừ đánh vào Về quốc, đừng ngưng lại, hỏa tốc đông tiến, cần phải khống chế Tây Bình Quan, không tiếc hy sinh chấn giữ, tuyệt đối không thể cho các nước phía đông cơ hội tiến quân. Trên con đường đại quân doãn trừ đông tiến, trước đó Thiệu Bình Ba cố ý hạ xuống đại công phu kinh doanh làm nền, bất kể là mượn tay huyền thừa thiên thanh lý, hay phía sau suối dục kia đều là nơi Thiệu Bình Ba tập trung tinh lực, chính là vì thuận tiện cho đại quân doãn trừ có thể hỏa tốc đông tiến. Bên Tần Quốc, Thiệu Bình Ba cũng an bài người gây xích mích ly gián, làm Mã Trường An và Điền Chính Ương sợ la chiếu nắm giữ binh quyền, làm hết sức chỉ trệ tần quốc xuất binh cứu viện. Còn Tề Quốc khẳng định là phải cứu viện về quốc, Thiệu Bình Ba ở trong thư nói hắn sẽ nghĩ biện pháp tận lực kéo dài Tề quân, tranh thủ thời gian để tấn quốc đánh hạ về quốc. Để triều đình yên tâm bên Tề Quốc, nhiều lần căn dặn triều đình phải đôn đốc đại quân của Doãn Trừ. Thái Thúc Phi Hoa xem xong, cau mày nói, tại sao lại là những đồ vật này, Thiệu Bình Ba ở Tề Quốc nhàn đến không có chuyện gì làm sao. Lần qua lộn lại đưa tin bàn giao một sự tình giống nhau là có ý gì thái thúc hùng cười ha ha nói tác dụng của đại quân doãn trừ cực kỳ trọng yếu hắn lặp đi lặp lại cường điệu là sợ chúng ta sơ sẩy hoặc sợ nội bộ triều đình có nhân tố khác biệt quấy dày hắn muốn để ta coi trọng để ta giải trừ tất cả quấy dày bảo đảm kế hoạch đã định còn nữa chính là doãn trừ nhìn hắn không vừa mắt trước đây ta để doãn trừ ở phương diện quân sự phụ trợ hắn một chút kết quả doãn trừ không cho bản vương mặt mũi bằng mặt không bằng lòng, nên hắn có lo lắng. Việc quan hệ thành bại, nhìn ra được hắn cũng rất căng thẳng. Thái Thúc Phi Hoa gật đầu nói, "Hắn lo lắng quá nhiều, để hắn làm tốt sự tình của mình là được. Hắn ở Tề Quốc hành động là trọng yếu nhất, không thể sơ sẩy lười biếng, ta đã nhiều lần căn dặn tu sĩ bảo hộ không tiếc giá nào bảo hộ hắn ở Tề Quốc an toàn. Bên ngươi, triều đình cũng phải toàn lực phối hợp hắn." Thái Thúc Hùng nói, "Ngài yên tâm, Hắc Thủy Đài sẽ vận dụng tất cả lực lượng có thể sử dụng ở bên Tề quốc phối hợp hắn sẽ không tiếc giá lớn bảo đảm kế hoạch của hắn được thực thi. Thái Thúc Phi Hoa ừm một tiếng hy vọng hắn bố trí có thể để đại quân doãn trừ tiến quân thuận lợi cũng hy vọng hắn có thể kéo được Tề quân nếu có thể thành trận chiến này hắn chiếm công đầu có thể trọng thưởng hắn nghe được khẳng định rất cao hứng Thái Thúc Hùng cười cợt quay đầu lại phân phó nói Đào Lược hỏa tốc truyền tin chiến thắng cho Thiệu đại nhân để hắn an tâm nói cho hắn bên doãn trừ bản vương sẽ đích thân ngày đêm nhìn chằm chằm chắc chắn sẽ không buông lỏng để hắn an tâm xử lý công việc bên tề quốc vâng đào lược lĩnh mệnh rời đi quân tấn đánh vào biên cảnh về quốc hơn nữa thế như trẻ tre tấn quốc rốt cuộc lộ ra răng nanh thiên hạ chấn động tình báo các quốc gia dồn dập đi tới nam châu cũng vậy ngoài anh vỗ đường xe đẩy đẩy lên mông sơn minh đến rồi đám người thương chiêu tông dồn dập chào hỏi cùng lâm sách chắp tay đứng ở trước địa đồ cũng mỉm cười gật đầu hỏi thăm mông sơn minh không có quá nhiều khách sáo hỏi vương gia bên tần quốc có tin tức không xuất binh hay chưa thương chiêu tông lắc đầu than thở nói còn không có mông sơn minh nghi ngờ nói ta từng giao thủ với la chiếu la chiếu rất có năng lực không đến nỗi ngay cả quan hệ lợi hại trong đó cũng nhìn không ra lẽ nào yến quốc ta bảo đảm không đủ để tần quốc yên tâm y nguyên lo lắng chúng ta thừa lúc vắng mà vào thương chiêu tông nói hẳn không phải chuyện này Căn cứ thám tử ở Tần Quốc và Vệ Quốc truyền đến tình báo, Tần Quốc đã đáp ứng Vệ Quốc xuất binh, chỉ là chuẩn bị chậm chạp, kéo có chút dài mà thôi. Đại quân tác chiến, binh quý thần tốc, La Chiếu sẽ không ngay cả chút đạo lý ấy cũng không hiểu, xem ra 10 có 8 chín là phe phái triều đình ảnh hưởng. Mông Sơn Minh buông tiếng thở dài, ra hiệu người đẩy hắn đi tới trước địa đồ, nhìn chằm chằm địa đồ một lúc, nói. Vương gia, nên đưa tin cho Tần Quốc, để Tần Quốc tập trung lực lượng trước tiên khống chế lại Tây Bình Quan, ta lại bằng vào danh nghĩa của mình đưa tin cho La Chiếu, hy vọng có thể gây nên hắn coi trọng, để hắn toàn lực đôn đốc tần quốc đi đầu khống chế Tây Bình Quan. Ánh mắt thương chiêu tông dán vào địa đồ, rơi vào phương vị của Tây Bình Quan, dần dần lộ ra thần sắc suy tư. Cung lâm sách thì lơ ngơ, nghe không hiểu ý gì, thử thỉnh giáo một câu. Không biết lời ấy của mông Soái giải thích thế nào, Tây Bình Quan ở phía đông vệ quốc, cách nơi giao chiến rất xa. Mông Sơn Minh đưa tay yêu cầu que chỉ huy, chỉ điểm trên địa đồ. Tây Bình Quan, trên có sa mạc vô biên vô hạn, trong sa mạc yêu nghiệt hoành hành, đại quân khó qua. Dưới có cao nguyên sơn mạch phát ngang, người bình thường lên núi ngay cả hít thở cũng khó khăn, càng khỏi nói vượt qua tầng tầng núi lớn, đại quân khó đi. Các nơi hiểm yếu cơ hồ chặn ba nước phía Tây cùng bốn nước phía Đông lui tới, chỉ có Tây Bình Quan có thể để đại quân thuận lợi ra vào, ai thủ giữ Tây Bình Quan, người đó liền có thể thủ giữ hiếu đạo mà ba nước phía Tây Đông tiến cùng bốn nước phía Đông Tây tiến, đây là vùng giao tranh của binh gia chương 1641, chính là cơ hội hạ thủ tốt hai Lần này tấn quốc động thủ, phong cách khác biệt với trước, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, tình huống trước mắt của vệ quốc, sợ là rất khó ngăn trở thế tiến công của tấn quốc, tràn ngập nguy cơ. Trước mắt Tây Bình quan khống chế ở trong tay vệ quốc, một khi vệ quốc toàn diện tan tác, quốc đồ muốn vong, quân tâm, sĩ khí tự nhiên đều vong, thử hỏi thủ quân chấn giữ ở Tây Bình quan ai còn có dũng khí tiếp tục thủ xuống. Nếu như không có quyết tâm tử thủ, quân tấn thừa thế sông lên liền có thể đánh hạ. Ta không tin Tần Quốc không nhìn thấy hậu quả khi Tấn Quốc ở bên người mắt nhìn chằm chằm, ta không biết Tần Quốc kéo dài đến tột cùng là vì cái gì. Về quốc vừa vong, Tấn Quốc và Tề Quốc tất có một trận sinh tử chiến, Tấn Quốc có chuẩn bị mà đến, hưu chết vào tay ai khó có thể dự liệu, Tây Bình Quan sẽ rơi ở trong tay ai cũng khó có thể dự liệu. Nói chung, Tây Bình Quan quyết không thể rơi vào tay Tấn Quốc, một khi bị Tấn Quốc chế trụ, nhân mã bốn nước phía đông rất khó Tây tiến trợ giúp tần quốc kéo dài chúng ta không can thiệp được nhưng trước tiên chiếm cứ địa hình có lợi rất trọng yếu chỉ cần khống chế lại tây bình quan liền có thể tạo thành uy hiếp to lớn đối với thế tiến công của quân tấn tây bình quan dễ thủ khó công chỉ cần có quyết tâm tập trung vào lực lượng phòng thủ quân tấn muốn đánh hạ tây bình quan nắm giữ quyền chủ động ở trên chiến trường phải phân ra đại lượng binh lực xuất khích nhưng mặt khác bọn hắn còn phải đại chiến với tề vệ binh lực phân tán ảnh hưởng rất lớn mặt khác chính là tấn quốc khẳng định không hy vọng tần quốc tham chiến chỉ cần tần quốc phái binh thủ vững Tây Bình Quan, quân tấn liền không dám tùy tiện phát động tiến công với quân tần. Quân tần nắm giữ Tây Bình Quan, so với ở trong tay vệ quốc cùng tề quốc thì càng an toàn, có thể bảo đảm Tây Bình Quan không mất. Chỉ cần quân tần trước một bước khống chế Tây Bình Quan, liền có thể vì các nước tranh thủ đến không gian cứu vãn to lớn, có thể trước một bước vì các nước nắm giữ quyền chủ động chiến lược. Chỉ cần khống chế Tây Bình Quan, quân tần kéo dài cũng chả sao. Cung lâm sách bỗng nhiên tỉnh ngộ, vuốt cầm nói nghe mông soái nói làm ta tự nhiên hiểu ra mông soái quả nhiên cao kiến chỉ là trước mắt tây bình quan còn ở trong tay vệ quốc tần quốc mạnh mẽ chiếm lấy không quá thích hợp mông sơn minh nói không cần mạnh mẽ lấy vệ quốc đến tình trạng này còn có cái gì là không thể đáp ứng chỉ cần tần quốc nguyện ý xuất binh sẽ hình thành áp lực to lớn với tấn quốc sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch tác chiến và thế tiến công của quân tấn vệ quốc sẽ chắp tay nhường cho vương gia cung lâm sách quay đầu lại nhìn thương chiêu tông biểu thị tán thành lời nói của mông sơn nguyên thương chiêu tông cũng gật đầu nhanh chân đi đến sau án bắt đầu tự tay viết công hàm giao cho tần quốc nơi này bận biểu quốc gia đại sự trong đình viện bên ngoài một nam một nữ tương phùng bên nhau nữ tư thái thướt tha nhưng khuôn mặt xấu xí nam tuy bộ dạng không tính tuấn tú nhưng cũng khá đoan chính vóc người cao gầy có mấy phần khí tức nho nhã hai người chính là thương thục thanh và phó quân lan gia đình song phương đều tác hợp hai người hai người đã từng bước bắt đầu thử nghiệm giao du đến rồi thương thục thanh mỉm cười tao nhã hữu lễ có thể cảm nhận được huệ chất lan tâm nội liếm phó quân lan chắp tay nho nhã lễ độ quận chúa thương thục thanh nhường đường như người mời hai người song song đi đến hoa viên đi vào gặp kiểm tra có phải có chút phiền phức hay không thương thục thanh nhỏ nhẹ hỏi phó quân lan nói không thể nói là phiền phức vương phủ chính là trọng địa quân chính của nam châu kiểm tra bình thường không gì đáng trách Bất quá, gần đây thật giống như tăng mạnh kiểm tra nhân viên lui tới. Thương Thục Thanh êm tai nói, "Phó công tử chớ trách, tấn quốc và về quốc khai chiến, gian tế dò hỏi các lộ tình báo bắt đầu sinh động, không thể không phòng, không phải nhằm vào phó công tử." Vốn là muốn đi ra ngoài gặp mặt công tử, nhưng bởi vì cái này, trong nhà sờ ta có việc, gần đây tận lực tránh khỏi ra ngoài, làm công tử một người chạy tới chạy lui, xin phó công tử thứ lỗi. Phó Quân Lan cười nói, "Tuy ta không hiểu, nhưng có thể lý giải." ta nghe nói qua, lúc trước quận chúa từng bị triệu quốc bắt cóc, cẩn thận phòng bị là tất yếu. Nhắc tới sự tình bị triệu quốc bắt cóc, thương thuộc thanh thất thần, trong đầu lóe qua hình ảnh người nào đó vì cứu mình mà bị thương thoi thóp, hiện tại nghĩ đến y nguyên để nàng lo lắng, răng bạc cắn môi. Sự tình gì nhất định phải gặp mặt nói chuyện, trong sơn cốc, chỗ cũ, như hiểu đạo và toa như lai lại chạm mặt, toa như lai gặp mặt liền hỏi, ngữ khí hơi có chút bất mãn. Nhiêu hiểu đạo nói, tấn quốc và vệ quốc khai chiến, sự tình tấn quốc và vệ quốc hắn sớm thu được tin tức bên viên cương toa như lai không tự do bằng hắn bất tiện tùy thời gặp mặt thời điểm thích hợp gặp mặt là do toa như lai định hai người mãi đến tận hiện tại mới gặp nhau toa như lai nói ta biết có quan hệ tới tình cảnh trước mắt của ngươi sao vì sự tình này mà gặp ta sao chúng ta không thích hợp thường thường gặp mặt đối với người ta đều không an toàn Như hữu đạo nói ta biết nhưng chiến sự liên lụy không nhỏ ảnh hưởng rất lớn theo ngươi chiến sự lần này và Hồng Vận Pháp chết sẽ có quan hệ hay không? Toa Như Lai lắc đầu nói, cơ bản có thể xác định không quan hệ, như hữu đạo nhíu mày nói. Làm sao biết, Toa Như Lai nói, phiêu miểu các tự có con đường tin tức của mình, sớm nắm giữ được tình huống, trận chiến này, tấn quốc mưu tính đã lâu. Như hữu đạo nói, nếu như không quan hệ tới Hồng Vận Pháp chết, căn cứ tin tức bên Nam Châu ta cung cấp, lần này tấn quốc tác chiến thủ đoạn khác biệt với trước, thủ đoạn phá hoại nội bộ về quốc để ta hoài nghi một người, Thiệu Bình Ba. Ta muốn làm phiền ngươi giúp ta tra một chút. Toa Như Lai nói, sự tình này không cần tra, người đoán không sai, thủ đoạn phá hoại nhầm vào vệ quốc lần này đích xác là Thiệu Bình Ba chủ tính. Thời điểm ta còn ở phiêu miểu các liền biết, Thiệu Bình Ba vẫn chủ tính, đã sớm chủ tính tốt, vốn nên sớm chấp hành, nhưng bị một vài sự tình liên tiếp phát sinh cắt đứt, hiện tại bộc phát ra không tính ngoài ý muốn. Như Hữu Đạo Trầm giọng nói, ngươi đã sớm biết, vì sao không nói cho ta. Toa Như Lai nói, ngươi lại không có hỏi công việc bề bộn như vậy trong lúc nhất thời làm sao toàn bộ nói cho ngươi lại nói trước đó cũng không thích hợp nói cho ngươi người biết nhất định sẽ ngăn cản sự tình này tấn quốc làm cực kỳ cơ mật người vừa ra tay chắc chắn sẽ bị người nhận ra dị thường bên thiệu bình ba có người phiêu miểu các nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo nhấc tay đình chỉ sự tình đã phát sinh tiếp tục tranh chấp vô vị hắn đi qua đi lại một lúc hảo hảo suy tư bỗng từ từ nói tấn quốc đánh về quốc Tề quốc tất nhiên tham chiến, thủ đoạn của thiệu bình ba sẽ không cố đầu hở đuôi. Gia hỏa kia còn có một tật xấu, là sự tình luôn làm tuyệt, thường thường làm người mệt đến thổ huyết, hơn nữa còn rất lớn gan, ta hoài nghi gia hỏa kia rất có khả năng không ở kinh thành vệ quốc, mà ở kinh thành tề quốc tự mình tỏa chấn chỉ huy, này chính là cơ hội hạ thủ tốt. Giúp ta một việc, đi hai địa phương này tìm, tìm được giúp ta lộng chết hắn. Toa như lai không hé răng, như hiếu đạo ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ánh mắt đối phương nhìn mình có chút quái quái. Làm gì nhìn ta như vậy, ta không có ăn nói bừa bãi, phiêu miểu các không hẳn hiểu rõ Thiệu Bình Ba hơn ta, ta suy đoán như vậy là có căn cứ. như Hữu đạo cường điệu bản thân không phải để đối phương làm việc vô vị. Toa như lai căn bản không phải ý tứ này, hỏi ngược lại. Chỉ là Thiệu Bình Ba, mặc kệ hắn nháo như thế nào đi nữa, cũng chú định là một phàm phu tục tử, người không để ý trước mắt, ở thời điểm này còn muốn lộng chết hắn. Chương 1642, cho mặt không muốn mặt liền xé rách mặt Nghiêu hữu đạo nói, xa tiên sinh, người không nên xem thường hắn, chỉ cần cho hắn điểm tựa thích hợp, hắn có thể quấy động tất cả, lơ là với hắn khả năng sẽ sản sinh hậu quả chí mạng, ta hiểu rõ hắn hơn ngươi. Toa như Lai nói, không phải coi thường gì cả, ta hỏi ngươi, ngươi để ta đi lộng chết hắn. Ngươi không nói đùa chứ, trải qua hắn để tỉnh, Như hữu đạo trầm mặc, dần dần lý giải thâm ý trong lời nói của đối phương. Toa như Lai tiếp tục nói, ta biết ngươi và hắn từng đấu chết đi sống lại, thậm chí tự mình một đường từ Bắc Châu truy sát đến Tề Kinh, sau đó hắn bỏ chạy qua Tấn Quốc, sau khi tới Tấn Quốc, vì cái gì ngươi không làm gì được hắn. Không phải là Tấn Quốc phái ra vô số cao thủ bảo hộ hắn sao? Hắn là ai muốn giết liền có thể giết chết, hộ vệ ở bên cạnh hắn là trang trí sao? Hiện tại không phải ta chấp trưởng phiêu miểu các, ta nói bên cạnh hắn có người phiêu miểu các nhìn chằm chằm, người cảm thấy ta vận dụng lực lượng của ta đi đối phó hắn thích hợp sao? Còn để ta đi về quốc và tề quốc tìm kiếm, không phát động nhân thủ nhất định hoặc không dùng tới người phiêu miểu các có thể tìm được sao một khi ta bại lộ ta nên làm sao giải thích sự tình này này là chiến sự giữa các nước không được phía trên cho phép ta tự ý nhúng tay nên làm sao giải thích ngươi nói cho ta lấy lý do gì giải thích nghiêu hữu đạo chỉ cần sự tình bên chúng ta thành công thiệu bình ba nhảy nhót như thế nào đi nữa cũng vô dụng đến thời điểm đó muốn giết hắn chỉ là chuyện một câu nói của ngươi thời điểm này đừng gây thêm phiền toái nghiêu hữu đạo im lặng một hồi từ từ nói, tấn quốc giã tâm không nhỏ, cửu thánh có thể cho phép tấn quốc một nhà độc đại sao? Toa như Lai nói, một nhà độc đại, có thể độc đại đi nơi nào, coi như tấn quốc nhất thống bảy quốc lại thế nào. Cục diện các phương thế lực cát cứ của tu tiên giới là không cải biến được, chỉ cần khống chế tu tiên giới, ai làm hoàng đế thiên hạ lại có quan hệ gì. Có thể để nó hợp, thì có thể để nó phân, đánh càng nhiều, tu sĩ chết càng nhiều, đến thời điểm đó sẽ ít người đi thiên đô bí cảnh hình thức bảy nước cố định bất biến để thế lực tu tiên giới từng bước tích trữ lực lượng mới không phải cửu thánh hy vọng nhìn thấy ném ra mồi nhử để bọn hắn cướp mới là biện pháp tốt nhất người cảm thấy cửu thánh sẽ đi áp chế dã tâm của tấn quốc sao chỉ cần vừa ra tay bảy quốc phát hiện ai cũng không thể lớn mạnh ai còn sẽ đi cướp đến cướp đi mấy trăm nước chưa hầu cướp đến hiện tại chỉ còn bảy nước không phải không có nguyên nhân nội bộ các nước phải để bọn hắn tranh ở giữa các nước cũng phải để bọn hắn tranh không có dụ hoặc ai còn sẽ đi đánh đánh giết giết. Ta nói cho ngươi, sư phó ta la thu nghe được tấn quốc phát động tiến công với vệ quốc, một chút phản ứng cũng không có, ngay cả một câu thừa thái cũng không có. Hắn càng quan tâm là nguyên nhân hồng vận pháp chết, còn có trận đại hỏa bên vô lượng viên là chuyện gì xảy ra. Đạo lý vừa nghe liền hiểu, như hữu đạo buông tiếng thở dài, khoát tay nói. Thôi, sự tình này ngươi chớ xía vào, ta giao cho người bên ngoài xử lý. Toa như lai nói, ta nói cho ngươi, Ngươi tuyệt đối đừng sằng bậy, bằng không đừng trách ta đứt đoạn mất liên hệ với ngươi và bên ngoài." Nghiêu Hữu Đạo nói, "Ngươi yên tâm, trong lòng ta có nắm chắc." Hoàng cung Vệ quốc, Huyền Vi đứng ở dưới mái hiên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Huyền Thừa Thiên hồn bay phách lạc cuộn mình ở trong một góc phòng, thần sắc phức tạp. Gây ra họa lớn ngập trời, nguy cơ đến Tam đại phái của Vệ quốc sống còn, Tam đại phái của Vệ quốc bị triệt để làm tức giận, muốn xử tử Huyền Thừa Thiên cho hả giận. Thời điểm này Huyền Thừa Thiên mất hết lòng người, tam đại phái của vệ quốc giết hắn một chút gánh nặng cũng không có, không cần lo lắng tạo thành bất kỳ hậu quả gì. Thế nhưng huyền vi không chịu, huyền vi ra sức bảo đảm, tam đại phái của vệ quốc đành phải thôi. Không có biện pháp, hiện tại vệ quốc cần huyền vi đến khống chế cục diện. Nếu không như vậy, gây ra đại họa như vậy, huyền vi căn bản không gánh nổi huyền thừa thiên. Huyền thừa thiên bị bị giam lỏng ở trong lãnh cung, nơi bình thường giam các phi tử, thê lương quạnh quẽ. Tiện nhân, huyền thừa thiên đột nhiên giết gào hắn phát hiện tỷ tỷ đứng ở ngoài cửa sổ, giống như bị điên bò lên, vào tới trước cửa sổ, phẫn nộ giết gào, giống như dã thú bị phát cuồng. Đợi hắn hơi bình tĩnh, Huyền Vi hỏi, ngươi biết sai lầm của mình không? Huyền Thừa Thiên cười thảm nói, ta sai rồi, ta đích xác sai rồi, ta coi ngươi là thân tỷ tỷ, nhưng ngươi trăm phương ngàn kế xoán vị cướp ngôi, uổng ta tín nhiệm ngươi nhiều năm như vậy, giao đại sự quốc gia cho ngươi. Là ta sai, đều là ta sai, là ta tín nhiệm cổ vũ dã tâm của ngươi. Huyền Vi nổi giận, ngươi đến hiện tại còn cho rằng hai nữ nhân kia giúp ngươi? Hai tiện nhân kia là gian tế tấn quốc phái tới, bây giờ quân tấn đã đánh vào về quốc, ngươi còn không biết hối cải. Huyền Thừa Thiên cười ha ha, cười lệ rơi đầy mặt nói. Gian tế, ngươi tin được không, ngươi nắm giữ về quốc nhiều năm như thế, nếu thật là tấn quốc phái gian tế tới mà nói, ngươi có thể để các nàng thuận lợi đến bên người ta. Nếu như các nàng thật là gian tế mà nói, vậy nhất định là ngươi có ý dung túng. Một câu làm huyền vi không còn gì để nói, không biết nên phản bác thế nào, nàng có thể nói bản thân không sai sao. Chỉ có thể nói người ở sau lưng chủ tính sự tình này quá giảo hoạt, vậy mà có thể giấu giếm được tai mắt của nàng. Huyền vi nói, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi tình nguyện tin tưởng hai ngoại nhân, cũng không muốn tin tưởng ta. Hay là nói, kỳ thực trong lòng ngươi đã minh bạch, nhưng không muốn thừa nhận mang đến tai họa diệt quốc cho vệ quốc là bởi vì ngươi hoang đường, mà không dám đối mặt. Huyền thừa thiên nói, tiện nhân, Ngươi đừng ngụy biện, ngươi nói các nàng là gian tế, được, vậy ta hỏi ngươi, lẽ nào hậu cung nhiều người như vậy toàn bộ là gian tế sao? Ngươi giết hết bọn họ vì cái gì? Không phải là muốn chứng minh, về quốc bây giờ là ngươi định đoạt sao? Huyền Vi, ta thật không nghĩ tới ngươi tâm ngoan thủ lạt như vậy, còn có cái gì là ngươi không làm được? Ngươi chuẩn bị lúc nào giết ta? Đến đi, giết ta đi. Gần như điên cuồng, đột nhiên đưa tay xuyên qua cửa sổ, bắt loạn về phía Huyền Vi. Vèo Tây môn tình không bấm tay bắn ra một đạo kình phong, đánh chúng hai tay, giải trừ khả năng tạo thành thương tổn với huyền vi. Hai tên tu sĩ trông giữ lập tức đẩy cửa vào, lắc mình qua bắt lấy huyền thừa thiên, trực tiếp lôi hắn lại. Huyền vi cắn môi, chờ mắt nhìn đệ đệ bị kéo đi. Hiện tại hắn không cách nào bình tĩnh, chờ hắn bình tĩnh sẽ tỉnh ngộ. Tây môn tình không đi tới bên người huyền vi buông tiếng thở dài. Đi đi, huyền vi xoay người rời đi, trong lãnh cung thì truyền đến tiếng gầm gừ không cam lòng của huyền thừa thiên. Huyền Vi, ta xem ngươi chết rồi làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông của Huyền gia. Ông trời sớm muộn sẽ thu tiện nhân ngươi. Mới ra lãnh cung, có mấy người đâm đầu đi tới, trưởng môn linh hư phủ Thường Lâm Tiên, trưởng môn thủ chính các Tàng Phong, trưởng môn đại nhạc sơn Lạc Môn Chân. Trưởng môn của Tam đại phái đều đến, thế cục trước mắt làm bọn hắn ở trong tông môn cũng ngồi không yên, dồn dập tới kinh thành về quốc quan tâm thế cục biến hóa. Trong người tới còn có một người là ngự sử đại phu của Vệ quốc Kim Lệnh Tán. Kim lệnh tán có thể tránh thoát một kiếp thuộc về loại mạng lớn, tuy thiệu bình ba không hạ thủ với quan văn, nhưng sẽ không quên làm quan văn rắn mất đầu, có bố trí nhằm vào kim lệnh tán. Nhưng thời điểm sự tình phát sinh, kim lệnh tán trùng hợp đi tới thiên vi phủ tìm huyền vi nghị sự, ở trong thiên vi phủ may mắn tránh thoát một kiếp. chương 1643, xin lỗi một. Hai bên vừa chạm mặt, lẫn nhau bắt chuyện, huyền vi hỏi. Bên tần quốc thế nào? Kim lệnh tán than thở nói thám tử bên tần quốc báo quân tần y nguyên không chút hoang mang từ từ kéo dài không giống như muốn tới cứu viện hừ huyền vi hừ lạnh một tiếng đã cho mặt không muốn mặt vậy thì xé rách mặt truyền lệnh xuống cắt đứt hết thảy con đường buôn bán lương thực từ giờ khắc này lương thực bên vệ quốc một hạt cũng không cho phép rơi xuống trên tay tần quốc ai dám kháng lệnh khám nhà diệt tộc chậm đã kim lệnh tán đang muốn lĩnh mệnh trưởng môn linh hư phủ thường lâm tiên nhấc tay ngăn cản trầm giọng nói tướng công hiện tại là thời điểm chúng ta cầu tần quốc không thích hợp hành động theo cảm tình huyền vi nói thường trưởng môn lo xa rồi tình huống bên tần quốc sớm ở trong tay ta khống chế trước đó triệu quốc bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá bừa bãi tần quốc ở trên chiến trường lập quốc bốn mùa trồng trọt thất thường cần tiền cần lương ổn định cục diện tần quốc làm ra sự tình ủ rượu kiếm tiền ta để bọn hắn tọa nguyện cần lương thực ta cũng để bọn hắn tọa nguyện ta không chỉ bán lương còn bán lương giá thấp xác thực cực kỳ tiện nghi bọn hắn. Chiếm tiện nghi của vệ quốc ta, vệ quốc ta có việc, bọn hắn lại muốn khoanh tay đứng nhìn, nào có chuyện tốt như vậy, tiện nghi của vệ quốc ta không phải dễ chiếm như vậy. Kiếm tiền là kiếm thoải mái, nhưng lòng tham không đáy, càng kiếm được tiền, càng không chịu dừng tay. Hiện tại tình huống nội bộ của tần quốc là, có tiền nhanh chóng phồn vinh các ngành các nghề, lại không có người nguyện ý đi trồng trọt, bởi vì vệ quốc ta khống chế giá lương thực của tần quốc, trồng trọt sống tạm không có lợi, không bằng đi các ngành các nghề ra sức kiếm tiền mua lương thực. Ở dưới đại thế, Triều đình Tần quốc hạ lệnh khôi phục trồng trọt cũng không ai đi chấp hành, bằng mặt không bằng lòng, đại lượng ruộng đất bị bỏ hoang. Tình huống cung cấp lương thực nội bộ của Tần quốc cũng ở dưới về quốc ta khống chế, lương thực của bọn hắn có thể kéo bao lâu ta rất rõ ràng, chỉ cần về quốc ta cắt đứt cung cấp lương thực, Tần quốc không ra 3 tháng sẽ đại loạn. Trong các nước cũng chỉ có về quốc ta có đầy đủ lương thực dư giúp Tần quốc lắng lại loạn cục hiện tại bọn hắn muốn khôi phục năng lực trồng trọt còn kịp sao cái chuẩn bị này ta vốn là chuẩn bị dùng cho việc khác bây giờ tấn quốc xâm lấn vệ quốc ta làm cho ta không thể không dùng ta muốn để tần quốc minh bạch vệ quốc không chỉ có thể để tần quốc đại loạn một khi vệ quốc rơi vào tay tấn quốc đừng hy vọng tấn quốc có thể cung cấp lương thực cho tần quốc mà dưới nội loạn tần quốc cũng cho tấn quốc cơ hội công chiếm tuyệt hảo ta ngược lại muốn nhìn xem tần quốc sợ hay không sợ ta muốn nhìn xem tần quốc còn dám tiếp tục kéo dài hay không Nghe nàng nói như thế, nguyên lai like là đã sớm chuẩn bị, trưởng môn của tam đại phái tinh thần nhất thời dung lên, ánh mắt nhìn huyền vi có chút tỏa sáng. Lúc trước về quốc vì ban giao với tần quốc, nói cái gì tấn quốc có tâm lang sói, mắt nhìn chằm chằm về quốc, về quốc vì ổn định hậu phương mà cung cấp lương thực cho tần quốc, lúc đó tam đại phái còn có chút ý kiến. Ai nghĩ chỉ là thủ đoạn tê liệt tần quốc, không chỉ lừa bịp tần quốc, ngay cả tam đại phái của vệ quốc cũng bị giấu giếm, không nghĩ tới sự tình có huyền cơ, ẩn giấu hậu thủ thâm độc như thế đổi lại bình thường ẩn giấu như vậy mà nói đoán trừng tam đại phái còn có chút không cao hứng nhưng lúc này biết được không chỉ không cao hứng trái lại chủ động chứng minh đã hiểu làm như thế là vì đại cục nhất định phải cơ mật không thể để tần quốc nhận ra người biết quá nhiều rất dễ dàng để lộ tin tức một khi để lộ tin tức tần quốc chắc chắn sẽ không mắc bẫy bây giờ đến thời khắc then chốt chuẩn bị này sắp sửa phát huy tác dụng to lớn ba vị trưởng môn làm sao có thể không cao hứng lúc này ba vị trưởng môn không thể không thừa nhận năng lực của huyền vi mạnh hơn huyền thừa thiên quá nhiều, đây mới là người đại diện ở thế tục mà bọn hắn cần. Thậm chí âm thầm cảm khái, nếu sớm để nữ nhân này thượng vị mà nói, làm sao có thể tạo thành hậu quả cỡ này. Thường lâm tiên liên tục gật đầu nói, tướng công anh minh, tốt, liền theo tướng công nói lo liệu, tam đại phái toàn lực chống đỡ, cắt đứt cung cấp lương thực cho tần quốc, một hạt cũng không cho bọn hắn. Trưởng môn thủ chính các tàng phong và trưởng môn đại nhạc sơn lạc môn chân cũng liên tục gật đầu, biểu thị nguyện ý toàn lực phối hợp sự tình này giải thích rõ ràng là được huyền vi không có tiếp tục nhiều lời hỏi kim lệnh tán kim đại nhân bên tề quốc tình huống thế nào kim lệnh tán nói ta cùng ba vị trưởng môn đến tìm tướng công là muốn nói sự tình này đại quân tề quốc đang cấp tốc tập kết nhưng thượng tướng quân tề quốc hô diên vô hận truyền đến tin tức khẩn cấp nhắc nhở hắn quan sát hướng đi của quân tấn nói đại quân doãn trừ rất có khả năng sẽ đi ngang qua vệ quốc lao thẳng tới tây bình quan doãn trừ rất có khả năng muốn chiếm tây bình quan quyết không thể để đối phương thực hiện được bảo chúng ta tăng mạnh thủ vệ ở Tây Bình Quan. Hồ Diên vô hận đã lệnh nhân mã phía đông Tề quốc tập kết một nhánh kỵ binh, muốn từ đông bắc về quốc ta trực tiếp chọc vào, giúp chúng ta chặn lại đại quân doãn trừ, hy vọng chúng ta phối hợp quân Tề nhập cảnh. Tây Bình Quan, Huyền Vi sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt minh bạch ý thứ cảnh cáo của Hồ Diên vô hận, quân tấn muốn khống chế đại quân bốn nước phía đông can dự, thật muốn để tấn quốc thực hiện được, những thủ đoạn kia của nàng sẽ mất đi hiệu quả. Liền nói ngay, Ánh mắt của Hồ Diên vô hận rất chắc tuyệt, hắn đã nói như vậy, thì không thể sơ sẩy, lập tức truyền lệnh phối hợp. Vâng, Kim lệnh tán đáp lại, bỗng có chút do dự nói. Tướng công, triều đình Tề Quốc lại đưa tin, hỏi chuyện đám hỏi thế nào. Ý tứ của Tề Quốc là, lúc này đang ở thời kỳ phi thường, không thể lại kéo dài. Đang khi nói chuyện, ánh mắt còn lặng lẽ liếc nhìn Tây Môn Tình không. Lời kia vừa thốt ra, thường lâm tiên, tàng phong, lạc ngôn chân cũng theo bản năng liếc liếc Tây Môn Tình không. Tây môn tình không chú ý đến phản ứng của ba người, không biết ba người vì sao như vậy, dường như có sự tình gì giấu bản thân, chẳng lẽ sự tình thông ra có vấn đề gì. Huyền vi chuẩn bị gả ra ba vị quận chúa kết giao hắn là biết đến. Nhưng trên thực tế, mấy người đích xác có việc giấu hắn, bao quát huyền vi cũng giấu giếm hắn. Thần sắc huyền vi bình tĩnh nói, ta biết rồi, sự tình này ta sẽ mau chóng quyết đoán. Được, thần cáo lui trước, kim lệnh tán chắp tay lùi về phía sau vài bước, lại nhìn tây môn tình không, sau đó xoay người rời đi màn đêm thăm thẳm trong tầm cung huyền vi hơi nước lượn lờ nàng trần chuồng ngâm mình ở trong thùng nước tắm nhắm mắt trong thần sắc lóe qua khổ sở ngoài tầm cung tây môn tình không đứng ở dưới mái hiên đôi mắt lạnh lẽo cảnh giác bốn phía thủ hộ người trong phòng tắm rửa nhiều năm qua vẫn như vậy hắn vẫn thủ hộ nàng bảo hộ nàng cửa tầm cung mở ra các cung nữ mang tạp vật đi ra trong cung nữ đi ra có người tới bên tai thái giám và hộ vệ nói thầm một tiếng sau đó thái giám và thị vệ dồn dập rút đi. Tây môn tình không nhận ra được không đúng xoay người nhìn quanh, phát hiện người chung quanh tựa hồ đi hết. Không bình thường, Tây môn tình không lập tức đi tới cửa hô. Huyền vi, vào đi, huyền vi bắt chuyện một tiếng. Tây môn tình không vừa đi vào trong phòng, thanh âm của huyền vi lại đến. Đóng cửa lại, Tây môn tình không ngơ ngác, bất quá vẫn làm theo, xoay người đóng cửa lại, sau đó đi vào, đẩy ra tầng tầng mèn che rủ xuống, nhìn thấy Huyền Vi ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, dường như chỉ khoác lụa mỏng, thân hình trong áo lót ở dưới ánh đèn có thể thấy rất rõ ràng. Chương 1644, xin lỗi hai. Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, ngược lại làm Tây Môn Tình không có chút lúng túng, cảm giác có chút bất tiện tới gần. Trong phòng lặng im một trận, cuối cùng Huyền Vi đứng dậy, rời đi bàn trang điểm, xoay người nhìn về phía hắn. Dưới ánh đèn, dài nhân diễm như đào lý, thân thể dưới lụa mỏng như ẩn như hiện, cộng thêm mùi thơm trong phòng vừa tắm rửa qua đi, dường như có tác dụng thúc tình, làm Tây Môn Tình không không dám nhìn thẳng. Thủ vệ bên ngoài, Tây Môn Tình không vừa mở miệng, Huyền Vi ngắt lời nói. Là ta để bọn hắn lui lại." Tây Môn Tình không nhíu mày nói. "Vì sao?" Huyền Vi cười nói, "Đứng xa như vậy làm gì, ta không xinh đẹp sao?" Tây Môn Tình không nở nụ cười, "Đẹp, chỉ là chưa từng nhìn qua ngươi như vậy." Huyền Vi dịch bước, chân thành đi tới bầu không khí ám muội làm tây môn tình không dường như ý thức được sẽ phát sinh cái gì cổ họng phát khô hầu kết nhún nhún huyền vi đi tới trước mặt hắn không có tới quá gần hai con mắt ẩn tình đưa tình biến thành có chút long lanh nhìn chằm chằm tây môn tình không chậm rãi nhấc tay mở ra dây lụa buộc eo chậm rãi lột ra lụa mỏng trên người bờ vai êm dịu xương quai xanh tinh xảo dưới cái yếm là bộ ngực đẫy đà vòng eo thất tha chân thon dài da thịt trắng noãn mềm mại tây môn tình không dùng sức rời đi ánh mắt khó nhọc nói. Coi chừng bị lạnh, Huyền Vi lấy hành động thực tế dán lên hắn, hai tay trơn bóng ôm cổ hắn, kiếng mũi chân để vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tây môn tình không lúng túng, đẩy ra không phải, tay ôm cũng không phải. Huyền Vi, ngươi làm sao vậy? Huyền Vi ở bên tai hắn dù gì nói. Ngày hôm nay ta liền gả cho ngươi, giao bản thân cho ngươi, ngươi muốn hay không? Thân thể Tây môn tình không chấn động, hai tay chậm rãi nâng lên, muốn ôm, lại cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy nàng. Muốn, đương nhiên muốn, hắn vẫn thủ ở bên người nàng là vì cái gì? Chính là vì nàng, muốn cưới nàng. Trong tẩm cung rất nhanh thì cảnh xuân bắn ra bốn phía, thanh âm nỉ non, thở dốc, ôn nhu cùng kịch liệt đan dệt, huyền vi rơi vào trong bể tình vô tận, tùy ý lang quân thảo phạt. Khi hết thảy đều lắng lại, hai người trần chuồng ôm nhau. Tất cả khôi phục, huyền vi nằm nhoài ở trong lồng ngực của Tây Môn Tình không dù gì nói. Xin lỗi, Tây Môn Tình không hiểu lầm ý tứ của nàng, cho rằng nàng là nói để hắn chờ nhiều năm như thế mà xin lỗi, xoa xoa tấm lưng bóng loáng của nàng, ôn nhu nói. Người không hề có lỗi với ta, hết thảy đều là ta tự nguyện. Huyền Vi nhắm mắt, khóe mắt ngậm lấy lệ quang, khẽ lắc đầu. Ta gả ba vị quận chúa cho Tề Quốc, vốn là ổn định lòng người, nhưng bên Tề Quốc có biện pháp càng tốt. Nàng nói ra sự tình hoàng tử Tề Quốc tới ở rể. Thanh âm không lớn, nhưng rơi vào trong tai Tây Môn Tình không lại giống như sấm sét, sững sờ một trận sau đó bỗng nhiên ngồi dậy đẩy hai vai huyền vi trầm giọng nói người có ý gì huyền vi khóc nỉ non lắc đầu nói tình không ta so với ai khác đều rõ ràng tình huống trước mắt của vệ quốc căn bản không ngăn được thế tiến công của tấn quốc không chỉ ta rõ ràng rất nhiều người đều rõ ràng đều biết vệ quốc tại cường chống ở thời điểm này lòng người trọng yếu hơn tất cả chỉ có ngưng tụ lòng người ra sức đánh trả mới có khả năng bảo vệ vệ quốc tây môn tình không lung lay hai vai nàng như dã thú bị phát cuồng. Nói cho ta, có phải Tề Quốc nhân cơ hội áp chế ngươi hay không? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cho rằng loại sự tình này, giữa nam nữ là nữ nhân tương đối chịu thiệt, cho rằng Tề Quốc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn chiếm tiện nghi của Huyền Vi. Ở trong mắt hắn, Huyền Vi là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới, là nữ nhân ưu tú nhất thế giới, khẳng định là có người muốn chiếm tiện nghi. Huyền Vi hiểu ý tứ của hắn, khóc rất thương tâm. "Tình không, không phải như ngươi nghĩ." Tề quốc cũng là vì tự vệ, cũng là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đối với Tề quốc mà nói, để một hoàng tử chưa kết hôn ở rể cho quả phụ như ta là thiên đại chuyện cười. Sở dĩ Tề quốc làm như vậy là bởi vì Tề quốc cũng ý thức được nguy cơ cực kỳ bất lợi đối với Tề quốc. Một khi về quốc sụp đổ, Tề quốc một cây làm chẳng nên non. Tề quốc không tiếc mất mặt cũng là vì tận lực giúp ta ổn định lòng người. Tề quốc hy vọng ta có thể tụ tập lòng người về quốc gia sức chống cự hy vọng vệ quốc có thể hết toàn lực kéo dài, tiêu hao lực lượng của tấn quốc. Tình không, chiến sự bất lợi, tấn quốc đánh vào vệ quốc thế như trẻ tre, lòng người bằng hoàng, một khi lòng người tản đi, vệ quốc liền triệt để xong. Tề quốc ở thời điểm này không tiếc mặt mũi chủ động gả hoàng tử, có thể để trên dưới vệ quốc nhìn thấy quyết tâm tề quốc giúp vệ quốc ta, nhất định có thể khiến nhân tâm phân chấn. Chí ít có thể tạm hoãn thái độ của những người đung đưa. Cách làm của tề quốc không sai, tình không, Vệ quốc ở vào tình cảnh như ngàn cân treo sợi tóc, rất cần việc thông gia này. Tây Môn Tình không bi phẫn nói, "Cần, cần cái gì, này khác gì bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng? Huyền Vi, chúng ta không nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chẳng qua là cùng Tấn quốc liều mạng chiến một trận, coi như chết cũng chết quang minh lỗi lạc, sao cần cầu thả cầu sinh như vậy?" Huyền Vi nghẹn ngào nói, "Liều mạng đánh một trận, ai đi chiến, dựa vào hai người chúng ta có thể ngăn cản quân tiên phong của Tấn quốc sao?" cần nhờ ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ ở phía dưới, không có quân tâm sĩ khí, không có lòng người, làm sao đi đánh. Tình không, không phải ai cũng giống như chúng ta, lúc bình thường rất nhiều người nhìn như trung thành cống hiến cho vệ quốc, nhưng một khi nguy cấp, không biết bao nhiêu người vì cầu sinh ý đổ mưu đường lui, thời điểm này lòng người quá trọng yếu. Tây môn tình không nhìn chằm chằm nàng, người đáp ứng, huyền vi thống khổ lắc đầu nói, trận chiến này liên lụy tới quá nhiều người sinh tử, nếu như ta xem thường từ bỏ, không cách nào bàn giao với phụ mẫu chết đi, cũng không cách nào bàn giao cho vô số thần dân của vệ quốc, tình không, này là trách nhiệm của ta. Xoạt, tây môn tình không đẩy nàng ra, vươn mình xuống giường, chỉ vào trên giường nói. Chúng ta như vậy tính là chuyện gì? Xin lỗi bồi thường sao? Người coi ta là cái gì? Không, huyền vi trần chuồng bò lên, cướp bước xuống giường, gắt gao ôm lấy hắn, hai mắt đẫm lệ nói. Tình không, ta muốn nói cho ngươi, ta có thể cưới hoàng tử tề quốc, nhưng chỉ là cưới trên danh nghĩa, chắc chắn sẽ không cùng hắn có bất kỳ hành động phu thê, tề quốc cũng sẽ không quan tâm điểm này. Chỉ cần có thể ổn định thế cục, ta lập tức bỏ hắn, để hắn chạy về tề quốc. Ta còn muốn nói cho ngươi, hiện tại ta còn không có đáp ứng tề quốc, ta chỉ chờ một câu nói của ngươi, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta sẽ cự tuyệt thông ra. Tây môn tình không nâng mặt nàng, hô hấp dồn dập thần sắc giống như ở trong tuyệt cảnh dẫy ruộng, lớn tiếng nói. Ta không đồng ý, huyền vi khóc lóc cười, ngẩng đầu nhìn hắn gật đầu nói được ngươi không đồng ý ta sẽ không đáp ứng nàng đáp ứng quả đoán mà sảng khoái tây môn tình không đạt được đáp án bản thân muốn ngược lại choáng váng ý nghĩ tiếp theo là sau đó thì sao nhìn nàng cười mà nước mắt như mưa tây môn tình không đau lòng hắn ở bên người nàng là vì bảo hộ nàng chưa bao giờ để nàng khóc cũng chưa từng thấy nàng khóc thảm thiết như vậy cho dù đối mặt phong ba cho dù giam đệ đệ nàng cũng chưa trải qua một giọt nước mắt vẫn là nữ cường nhân nhưng hiện tại lại khóc thành như vậy. Trong lòng Tây Môn Tình không hoảng hốt, hai tay giúp nàng lau nước mắt. Thế nhưng nước mắt dường như bất tận, Huyền Vi lắc đầu không để hắn lau, vầng trán kề sát lồng ngực hắn, không ngừng bồi tội nói. Xin lỗi, xin lỗi, ôm nàng, hai người trần chuồng ôm nhau, có chút sự tình Tây Môn Tình không dần dần phản ứng lại, cuối cùng rõ ràng vì sao lúc trước đám người kim lệnh tán nhìn mình kỳ lạ. Trường 1645, hắn sẽ hận chấm sao? Chính bởi vì nghĩ rõ ràng, trên mặt hắn dần lộ ra cười thảm, hắn không biết tại sao sẽ biến thành như vậy. Trước kia Huyền Vi nói sau khi từng bước giao quyền sẽ cùng hắn đi, kết quả kinh biến đột ngột, còn nói thế cục ổn định lại sẽ gả cho hắn, kết quả Huyền Vi lại phải cùng người khác kết hôn. Vì sao lại như vậy? Hắn dần dần nghĩ rõ ràng một điểm, nói cho cùng là bản thân vô năng. Hắn nguyên tưởng rằng dựa vào vũ lực của mình, chỉ cần có thể bảo hộ nàng an toàn, liền có thể bảo vệ nàng, hiện tại mới phát hiện vũ lực của mình là vô dụng như vậy chỉ có một thân tu vi và thực lực cao cường, nhưng không biết kiếm nên chỉ người nào, lại có thể kiếm chỉ người nào. Làm sao có thể giải quyết vệ quốc nguy hiểm, bình định đại quân tấn quốc? Rút kiếm nhìn quanh tâm mờ mịt, tu vi của hắn không thể giúp huyền vi ổn định lòng người vệ quốc, tình thế trước mắt thậm chí không giúp được huyền vi một chút xíu. Thân làm một nam nhân, vô năng như vậy, hắn không biết bản thân bằng cái gì yêu cầu huyền vi làm cái này làm cái nọ. Đan bảng đệ nhất cao thủ, tây môn tình không nỉ non, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha cười thê thảm đệ nhất cao thủ ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không giúp được đan bảng đệ nhất cao thủ quả thực là thiên đại chuyện cười ha ha cười thê thảm thê lương cười ra nước mắt khóc đau đớn đau thấu tim gan vào giờ phút này hắn mới minh bạch những người trong ngày thường hắn xem thường kia hẳn cũng sẽ cực kỳ xem thường hắn không không phải như vậy tình không không phải như vậy huyền vi vội vàng ngẩng đầu an ủi hai tay ôm mặt hắn giúp hắn lau nước mắt hắn bắt lấy hai tay nàng đẩy nàng ra nếu như đáp ứng tề quốc thật có thể giúp đỡ ngươi vậy thì đáp ứng đi nói ra lời này tình khí thần của tây môn tình không như chán trường đến cực điểm đẩy nàng ra xoay người rời đi nhặt lên xiêm y trên đất chưa bao giờ thấy nam nhân này cô lạnh như vậy huyền vi cũng đau thấu tim gan khóc đến cõi lòng tan nát nhào tới ôm lấy hắn không ta sai rồi ta không đáp ứng ta không nên nói với ngươi những lời này ta sai rồi, ta không đáp ứng, cái gì quốc gia thiên hạ, bằng cái gì phải để một nữ nhân ta gánh chịu, ta không đáp ứng, ta mặc kệ, ta đi với ngươi, tình không, dẫn ta đi, hiện tại mang ta cao bay xa chạy. Tiếp đó lại đi cướp y phục trên tay hắn, không để hắn mặc quần áo, chỉ lo hắn mặc quần áo vào liền đi, chỉ lo hắn đi sẽ không bao giờ trở về nữa. Tây môn tình không hề hoài cười thảm một tiếng, đi không được, người vừa đi, lòng người của vệ quốc sẽ triệt để tan vỡ, thời điểm này tam đại phái của vệ quốc không thể thả ngươi rời đi, không thể để ta mang ngươi rời đi. Cướp không được y phục trên tay hắn, huyền vi ôm cổ hắn, môi đỏ in lên môi, hắn hôn kịch liệt. Tây môn tình không trước tiên là thờ ơ không độc, dần dần có đáp lại, cuối cùng giống như dã thú cuồng bạo, dường như muốn phát tiết tất cả. Rất nhanh, hai người ngã ở trên đất xây dưa, lăn lộn. Cuối cùng, nam nhân tiêu hao hết tất cả, nữ nhân lại không chịu buông qua, đòi hỏi vô tận, dường như muốn lấy phương thức đòi hỏi vô tận lưu hắn lại, chỉ lo hắn rời đi. Thủ vệ ngăn cản đám người đường nghi ở trong đêm đi tuần sát đến. Tướng công có lệnh, đêm nay bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Đường nghi có chút ngoài ý muốn, pháp nhãn nhìn tình hình trong đình Việt, ngoài tầm cung một bóng người cũng không có, đừng nói thị vệ, ngay cả một thái giám cung nữ cũng không có, này có chút không bình thường. Buổi tối rất an tính, nhưng bên trong tầm cung truyền đến một chút thanh âm kỳ quái. Đường nghi nghiêng tai lắng nghe, tuy nàng không trải qua sự tình nam nữ nhưng động tĩnh trong tẩm cung nàng cũng nghe hiểu trong nháy mắt hai gò má đỏ bừng pháp nhãn lại nhìn qua không thấy tây môn tình không này càng không bình thường ở lúc huyền vi nghỉ ngơi tây môn tình không sẽ thủ ở ngoài tẩm cung một tấc cũng không rời tây môn tình không đâu đường nhi hỏi một tiếng cái này thủ vệ do dự không nói gì cả chỉ liếc nhìn về phía tẩm cung đường nhi minh bạch cũng có chút kinh ngạc ở bên người huyền vi lâu như thế nàng mắt thấy quan hệ của Tây Môn Tình không và Huyền Vi, dù lang có tình, thiếp có ý, nhưng hai người vẫn rất tôn trọng đối phương. Không nghĩ tới đêm nay, đôi nam nữ này vậy mà. Trong phòng truyền đến thanh âm khó nghe, phát sinh cái gì, đường nghi xấu hổ nghĩ. Đám người thượng thanh tông ở bên ngoài giữ một đêm, thời điểm này an toàn của Huyền Vi là trọng yếu nhất. Từ xưa tới nay, trong lúc quốc chiến, ví dụ ám sát đầu não đếm không xuể, Huyền Vi quan hệ đến tiền đồ của toàn bộ Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông không dám sơ sẩy. Đêm nay trong tầm cung huyền vi phát sinh sự tình bí mật, nhưng lại không phải bí mật, tin tức rất nhanh truyền tới trong tai trưởng môn của Tam Đại Phái. Tam Đại Phái của vệ quốc không có bất kỳ phản ứng, xem như cho phép, dung túng, chỉ cần huyền vi có thể xử lý tốt sự tình bọn hắn muốn làm, như vậy chuyện riêng của huyền vi tùy ý nàng giải quyết, chỉ cần huyền vi cao hứng là được, tiền đề là không thể tổn hại lợi ích của Tam Đại Phái. Sáng sớm hôm sau, cửa tầm cung cò kẹt mở rộng, đường nhi bỗng nhiên mở mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Huyền Vi và Tây Môn Tình không đồng thời từ trong nhà đi ra, tựa hồ tinh thần của hai người rất uể oải, dường như một đêm không ngủ. Trưởng môn của Tam Đại phái rất cao hứng, Huyền Vi đáp ứng hôn sự của Tề Quốc. Bên này lập tức trả lời Tề Quốc, đồng thời lệnh người chuẩn bị sự tình đại hôn, muốn giúp Huyền Vi xử lý, muốn mọi người đều biết. Mà bên Tề Quốc vừa được tin tức, lập tức dâng Thập Thất Hoàng tử Hạo thừa lên, Hạo thừa mới có 16 tuổi. Quân cơ trọng địa, một thiếu niên tướng mạo không tệ khuôn mặt thanh tú gầy gò bị thị vệ ngăn lại. Thiếu niên chính là hoàng tử hạo thừa, đột nhiên nhận được thánh chỉ của hoàng đế, hắn quả thực không dám tin tưởng là thật, quả thực là ác mộng trời giáng. Bản thân đường đường hoàng tử, vậy mà để mình gả cho một lão bà sắp 40 tuổi của vệ quốc. Hắn nghĩ qua tương lai hôn sự của mình khả năng không thể tự chủ, có lẽ sẽ cưới nữ nhân nào đó mình không thích, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ gả người, vậy mà sẽ ở rể đến vệ quốc. Dù có không tình nguyện, nhưng thánh mệnh khó trái, hắn không được lựa chọn. Không chỉ không được lựa chọn, hơn nữa nói đi là đi, lập tức lệnh hắn đi về quốc, không được chỉ hoãn. Trước khi đi, hắn muốn gặp phụ hoàng một lần, chỉ là muốn gặp mặt, hoặc muốn hỏi một câu vì cái gì. Thế nhưng thị vệ ngăn cản hắn, nói hoàng đế có quân cơ đại sự phải xử lý. Nhìn về phía quân cơ trọng địa, ánh mắt hạo thừa khóa chặt một lầu các, hắn nhìn thấy bóng dáng của đại nội tổng quản bộ tầm, nhìn chăm chú một trận, chậm rãi xoay người rời đi. Bộ tầm bỗng quay đầu lại, không người lui đến một bên, Hạo Vân Đồ chậm rãi đi ra, mặt không hề cảm xúc nhìn theo bóng dáng Nhi Tử Hưu quạnh rời đi. Hắn sẽ hận chấm sao? Hạo Vân Đồ nhàn nhạt hỏi. Bộ tầm hạ thấp người, lời nói uyển chuyển, có một ngày thập thất phương ra sẽ minh bạch. Hạo Vân Đồ nói, chấm không phải một phụ thân tốt, chấm có lỗi với hắn, nhưng ai bảo hắn là Nhi Tử của chấm. Đợi thừa Nhi và Huyền Vi thuận lợi thành hôn, truyền ý chỉ của chấm, Sắc phong cảnh phi làm hoàng quý phi, chấp trưởng Tây cung. Cảnh phi chính là mẫu thân của Hạo thừa. Vâng, Bộ Tầm khom người lĩnh mệnh, trong hậu cung, Hạo thừa nhìn thấy mẫu thân, vốn định chất vấn vì cái gì, nhưng nhìn ra mẫu thân khóc mắt sưng đỏ, lấy son phấn dày đặc che giấu, miễn cưỡng vui cười. Thấy vậy, Hạo thừa không có nhiều lời, sự tình hậu cung hắn minh bạch, hắn không muốn hại mẫu thân, chỉ nói vài lời từ biệt, dặn mẫu thân phải bảo trọng. Cảnh phi không thể không miễn cưỡng vui cười, hoàng đế hạ chỉ lúc cáo biệt nhi tử không cho phép khóc, không cho phép lộ ra chút không cao hứng nào, kết hôn là việc vui, nhất định phải cao hứng, còn muốn nàng khuyên bảo nhi tử an tâm đi ở rể. Chương 1646, Tề Hoàng ban chiếu một. Tình huống khẩn cấp, thời gian eo hẹp, nhân viên đồng hành dục dã, hảo thừa chào mẫu thân xong liền đi. Quỳ xuống, dập đầu mấy cái, sau đó hắn đứng dậy, dứt khoát xoay người rời đi, không quay đầu lại. Nhi tử vừa đi, cảnh phi lung lay sắp đổ, lại không cách nào giả vờ được nữa khóc đến tan nát cõi lòng đều nói mẫu bằng tử quý ở hậu cung càng như vậy trừ điểm này kia dù sao cũng là con của nàng nhi tử vừa đi đời này liền triệt để hủy hoàng tử ở rể nước người khác còn gả cho nữ nhân lớn tuổi như vậy hơn nữa nghe nói nữ nhân kia còn có tình nhân nổi tiếng thiên hạ nàng biết từ nay về sau nhi tử sẽ mang chỗ bẩn vĩnh viễn không cách nào gột rửa sắp trở thành chuyện cười của người trong thiên hạ chỉ chỉ trỏ trỏ không khó tưởng tượng có mặt mũi gì gặp người đời này của nhi tử đã xong tề quốc nhanh chóng đưa hạo thừa tới về quốc trừ hộ vệ tùy hành hạo thừa cơ hồ không mang bất kỳ hành lý nào người trực tiếp đến hoàng cung về quốc thu xếp vừa đến liền có người đo cắt tân trang hạo thừa rất phối hợp giống như con rối ngày kế toàn bộ hoàng cung răng đèn kết hoa cô dâu chú rể chưa từng gặp mặt đi tới tế bái thiên địa hôn lễ quy mô to lớn cực kỳ náo nhiệt đường nghi nhìn đôi tân nhân tế bái thiên địa lại nhìn tây môn tình không đứng ở một bên tất cả mọi người cơ hồ đều mặc áo mới, chỉ có Tây Môn Tình không xiêm y như cũ, ôm kiếm yên lặng đứng đó đó. Tại sao lại như vậy? Đường Nhi âm thầm thổn thức, không biết Tây Môn Tình không trơ mắt nhìn Huyền Vi và người khác thành thân sẽ là cảm thụ gì. Tình hình bái thiên địa kia không khỏi để nàng nhớ lại chuyện cũ, năm đó ở Thượng Thanh Tông, nàng cùng người nào đó tế bái thiên địa hiện lên ở trong óc. Không chỉ nàng, ở đây không ít người thỉnh thoảng như có như không liếc nhìn Tây Môn Tình không. Đường nghi không biết tây môn tình không như một khối gỗ có thấy ánh mắt của mọi người hay không, có đọc hiểu ánh mắt của mọi người hay không, thế nhưng nàng nhìn thấy, cũng đọc hiểu. mặc kệ có nguyện ý hay không, đường nghi biết, ngày hôm nay tây môn tình không chân chính thành chuyện cười trong thiên hạ. Có lẽ không chỉ là chuyện cười, còn có rất nhiều đồng tình và thương hại, nàng cũng là một trong số đó. Nàng không biết tây môn tình không đường đường là đệ nhất cao thủ đan bảng có cần đồng tình và thương hại như vậy hay không nhưng nàng không cho rằng Tây Môn Tình không còn có tất yếu xuất hiện ở đây, không chỉ không nên xuất hiện, biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi huyền vi, triệt để rời đi, từ đây không xuất hiện ở bên người huyền vi nữa. Nếu như vậy, có lẽ mọi người chỉ cho rằng nam nhân này trả giá uổng công, không đạt được kết quả bản thân tưởng muốn. Nhưng nếu còn ở bên người huyền vi mà nói, vậy sẽ thật thành chê cười, tất cả mọi người nhìn thấy hắn sẽ cho rằng hắn là trò cười, hắn cô lạnh không để người đồng tình, vậy chỉ sẽ rước lấy càng nhiều chê cười nàng không cách nào tưởng tượng Tây Môn Tình không tiếp tục lưu lại bên người huyền vi, tương lai sẽ phải đối mặt cái nhìn của người đời như thế nào. Đêm động phòng hoa trúc, trong phòng yên lặng, cô dâu chú rể song song ngồi ở bên giường, nam mặt không hề cảm xúc, nữ nhân rèm che mặt cũng thở ơ không động. Ngoài phòng, Tây Môn Tình không y nguyên thủ vững, cách đó không xa đường nghi tĩnh lặng nhìn một màn này. Trong phòng, huyền vi nhấc tay, gỡ phượng quan xuống. Hạo thừa chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, nàng cũng quay đầu nhìn về phía hắn hắn là lần thứ nhất nhìn thấy chân dung của Huyền Vi, sừng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, nghe nói qua bộ dạng của Huyền Vi đẹp đẽ, nhưng vẫn có chút ra ngoài dữ liệu. Đẹp đẽ, đích xác là đẹp đẽ, rất đẹp, không giống nghe đồn lớn tuổi như vậy, nhìn còn rất trẻ, chỉ là khí chất rất thành thục mà thôi, không phải nữ tử ngây ngô có thể so sánh, bảo dưỡng còn không tệ. Huyền Vi đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, thả xuống phượng quan, xoay người đối mặt nam nhân kia nói. Rất nhiều chuyện tình là bất đắc dĩ, ủy khuất ngươi ngươi yên tâm, sau này ta sẽ bồi thường ngươi. Bồi thường, làm sao bồi thường, dùng vinh hoa phú quý đến bồi thường sao? Ta biết các ngươi làm cái gì, ta không được lựa chọn, ta cũng không dám chống cự, ta chỉ có thể nghe theo các ngươi an bài. Hạo thừa nhấc tay vỗ vỗ bên người, ra hiệu nàng ngồi lại đây. Bộ dạng còn không tệ, có một phen phong tình khác, sẽ không để ta phát ngán. Sự tình nam nữ người quen thuộc, ta cũng không xa lạ, mọi người đều xe nhẹ chạy đường quen, đừng dây dưa, qua động phòng đi huyền vi không có ý tứ dịch bước tấn vệ giao chiến một khắc cũng không thể bị dở dang ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý người nghỉ sớm một chút dứt lời xoay người rời đi cửa mở huyền vi mặc áo tân nương đi ra nhìn tây môn tình không gật đầu đi thôi tây môn tình không theo nàng rời đi cách đó không xa đường nghi nhìn thấy tất cả hạo thừa nhắm mắt không nói cứ tĩnh lặng ngồi một đêm cũng từ đêm nay bắt đầu huyền vi không còn tiến vào phòng của hắn ở lại một tầm cung khác Thảo Lư biệt viện, quản phương nghi vội vã đi tới trước tiểu viện của Viên Cương, trực tiếp tiến vào phòng khách đóng cửa, xoay người hỏi. "Đạo gia lại có tin tức?" Viên Cương gật đầu, giao cho nàng xem, dù đối phương xem không hiểu, thuần túy là để đối phương nghiệm chứng một chút. Quản phương nghi đích xác xem không hiểu, chỉ xác nhận chữ viết, hỏi: "Đạo gia có phân phó gì không?" Viên Cương nói: "Đầu tiên là tấn, vệ chi chiến gây nên thế cục các phương biến hóa, trọng điểm là sách lược ứng đối bên vương gia." phải làm thành tin tức hàng ngày truyền cho đạo gia biết. quản phương nghi gật đầu nói, còn gì nữa không? viên cương nói, còn có thiệu bình ba. thiệu bình ba. quản phương nghi ngạc nhiên, đạo gia người ở trong thánh cảnh còn ghi nhớ hắn, thật là có rãnh dội a. À? viên cương nói, đạo gia đã xác nhận, lần này về quốc kinh biến chính là thiệu bình ba ở sau lưng một tay chủ tính. a, à, là hắn. quản phương nghi giật mình, lần kinh biến này xem như phá hủy toàn bộ quyền lực trung ương của vệ quốc thiệu bình ba trốn lâu như thế không có động tính vừa có động tĩnh là thủ bút lớn như thế thật làm cho người ta kinh ngạc chẳng trách đạo gia không chịu buông tha hắn lần này không biết hắn lại làm cho bao nhiêu người tan cửa nát nhà người này đích xác là kẻ gây họa đạo gia ghi nhớ hắn sẽ không phải còn tưởng diệt trừ hắn chứ viên cương nói không sai giữ lại người này là tai họa rất lớn ý tứ của đạo gia là muốn chúng ta nhân cơ hội diệt trừ hắn quản phương nghi trầm ngâm nói diệt trừ hắn tự nhiên là tốt nhưng gia hỏa này rất khó chơi, đạo gia tự mình ra tay cũng không thể giải quyết hắn. Sau khi hắn trốn ở Tấn Quốc, đạt được lực lượng của Tấn Quốc che chở, ngay cả thời điểm có đạo gia cũng không diệt được hắn, chúng ta sợ là không dễ xử lý. Viên Cương nói, đạo gia tự nhiên có cân nhắc, sự tình không làm nổi sẽ không để chúng ta đi làm. Đạo gia phán đoán, thiệu bình ba ngủ đông lâu như thế mới ra tay, nhất định sẽ không tình nguyện thất bại, khả năng tự mình tỏa chấn chỉ huy rất lớn, Thủ đoạn làm loạn chắc chắn sẽ không có chuyện vừa đánh ra liền xong việc, tất có hậu thủ, bản thân rất có khả năng đã rời Tấn quốc. Một khi rời Tấn quốc, không ở kinh thành về quốc thì ở kinh thành Tề quốc, chỗ nào ra nhiễu loạn, Thiệu Bình Ba liền có khả năng ở chỗ đó. Nếu như Thiệu Bình Ba rời Tấn quốc, bây giờ hẳn chính là thời cơ hạ thủ tốt. Quản Phương Nghi Trần trừ nói, coi như đạo gia phán đoán chuẩn xác, nhưng Thiệu Bình Ba phụ trách công việc làm loạn, nhất định sẽ ẩn giấu hành tung dựa vào thế lực của chúng ta muốn đảo hắn ra không dễ dàng như vậy, mà Tấn Quốc nhất định cũng sẽ phái lực lượng rất mạnh bảo hộ, lực lượng của chúng ta sợ là không dễ dàng hạ thủ như vậy. Viên Cương nói, điểm này đạo gia biết, sự tình này cũng không cần chúng ta tự mình động thủ, tấn vệ chi chiến, liên lụy tới tề vệ tấn Tam Quốc. chương 1647, Tề Hoàng Ban Chiếu Khai Quản Phương nghi chợt hiểu ra, ngắt lời nói, không sai. Vệ quốc và tề quốc biết rồi nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hai nước vận dụng lực lượng quốc gia tới đối phó, sẽ ổn thỏa hơn chúng ta nhiều lắm. Viên cương gật đầu, ta liên hệ huyền vi, phụ trách bên vệ quốc, người quen thuộc tề kinh, người liên hệ hảo vân đồ, phụ trách bên tề quốc. Nhớ kỹ, sự tình này phải bảo mật, tận lực tránh khỏi để người ta biết có quan hệ tới chúng ta, không thể để người ngũ lương sơn biết được. Được, quản phương nghi đáp lại, đối với chi tiết nhỏ, hai người tiếp tục bàn bạc, sau khi thương lượng thỏa đáng thì cấp tốc hành sự. Trên thảo nguyên minh mông, thời điểm 10 vạn đại quân đi vội lâm thời nghỉ ngơi, một quan tướng đưa tin bước nhanh tới, hai tay dâng thư cho đại tướng Ba Nguyên Thành, cũng lớn tiếng báo. Tướng quân, bệ hạ hạ chiếu, Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng và Kim Vương Hạo Khải Mưu Phản, đang xuất lĩnh phản quân vây công Kinh Thành, Kinh Thành tràn ngập nguy cơ, bệ hạ lệnh tướng quân hỏa tốc dẫn quân cứu giá. Cái gì, Ba Nguyên Thành đang gặm dê nướng kinh sợ đến mức xương trong tay rơi trên mặt đất, bỗng nhiên đứng dậy, cướp thư tới tay kiểm tra một đám tướng lĩnh ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa cũng kinh sợ dồn dập đứng lên ba nguyên thành xem thư xong dậm chân nện ngực nói đã sớm biết đại vương tây viện không thích hợp không nghĩ tới quả thực làm loạn đại quân lập tức xuất phát đi kinh thành cứu giá nhanh chậm đã một tướng quân lên tiếng ngăn cản trầm giọng nói tướng quân bình tĩnh sự tình này thuộc hạ làm sao cảm giác có chút kỳ lạ xung quanh kinh thành là tam đại phái tọa trấn có tam đại phái bảo vệ chung quanh phản quân làm sao có thể dễ dàng làm loạn sự tình này có dối trá hay không mạo muội rút quân có thích hợp hay không ba nguyên thành nhíu mày cấp tốc lệnh người đưa mật thư qua cẩn thận kiểm tra con dấu của hoàng đế dường như không cái vấn đề gì mọi người cũng cảm thấy không có vấn đề gì đại vương tây viện và kim vương ở thời điểm này mưu phản chỉ sợ sau lưng có tấn quốc phối hợp một khi kinh thành thật xảy ra chuyện để bệ hạ gặp nạn mà nói sợ là chúng ta sẽ tội đáng muôn chết ta chỉ cảm thấy chuyện này có kỳ lạ chư vị thời điểm này triệt binh tề quốc ta chạy đi cứu viện trễ mà nói, về quốc nguy rồi. Về quốc sụp đổ, sợ là tề quốc ta cũng rơi vào hoàn cảnh khổ chiến. Nếu tề quốc ta tự lo không xong, làm sao còn lo lắng được về quốc? Tướng quân, chậm chế cứu viện mà nói, kia chính là kháng chỉ. Chư tướng nghị luận sôi nổi, ba nguyên thành dậm chân hạ lệnh. Khẩn cấp xin chỉ thị của nguyên soái Đại quân lùi lại, đồng thời hỏa tốc liên hệ kinh thành, xác nhận tin tức phải trang sai lầm, theo lệnh ba gia, đại quân nghỉ ngơi cấp tốc xuất phát. Trên đường xuất phát, tuân theo ý chỉ, vì phân chia với phản quân, trên đầu tướng sĩ đều quấn vải trắng. Trong ngoài tề kinh một mảnh an bình, thiệu bình ba tay cầm mật báo, hừ lạnh một tiếng. Thông ra, hoàng tử tề quốc ở rể. Ha ha, vì ổn định lòng người vệ quốc, hai bên này cũng thật là không từ thủ đoạn nào. Thiệu tam tỉnh nói, đệ nhất cao thủ đan bảng Tây môn tình không không phải tình nhân của huyền vi sao. Tây Môn Tình không làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này." Thiệu Bình Ba nói, "Đệ nhất cao thủ, nghe nói cả ngày ôm một thanh kiếm đi theo sau lưng một quả phụ, nam nhân như vậy có thể cao tới nơi nào, thất phu mà thôi, trừ liều mạng đánh đánh giết giết, hắn còn có thể làm gì?" Tây Môn Tình không, ngón tay gõ bàn cân nhắc, hai mắt híp lại, ta ngược lại muốn nhìn xem đôi nam nữ này tình ái sâu cạn đến mức nào, ổn định lòng người. "Hư, Thiệu Mỗ đưa cho bọn hắn một phần đại lễ." hy vọng đệ nhất cao thủ đan bảng này có thể bảo vệ được mạng mình. Đúng lúc này, có người chạy lên lầu các, đưa qua một phong thư, bẩm báo nói. Công tử, ngoài cửa đột nhiên có người ném phong thư vào. Trong thư viết rõ là giao cho công tử, chỉ rõ là giao cho Thiệu Bình Ba, cũng chính là nói, có người biết Thiệu Bình Ba trốn ở trong này. Thiệu Bình Ba và Thiệu Tam Tỉnh đồng thời cả kinh, Thiệu Tam Tỉnh vội vàng hỏi. Người nào, người tới nói, thư vừa tới, chúng ta lập tức ra ngoài kiểm tra, Đầu đường người đến người đi, không biết là người phương nào ném thư. Thiệu Tam tỉnh lập tức nhìn Thiệu Bình Ba nói: "Đại công tử, nơi đây không thích hợp ở lâu." Thiệu Bình Ba nhấc tay đình chỉ, đưa tay lấy thư. Thiệu Tam tỉnh nói: "Cẩn thận có trò lừa, kiểm tra trước đã." Thiệu Bình Ba không có phí lời, trực tiếp đưa tay qua, vừa nhìn chữ viết trên thư, quả nhiên là chỉ rõ giao cho mình. Thiệu Bình Ba xé bao thư, mở ra nhìn, sau khi xem qua, từ từ khép thư lại, phất tay ra hiệu người báo tin lui xuống trước nhìn thiệu tam tỉnh nói mở đại môn chờ đón quý khách tới cửa thiệu tam tỉnh thử hỏi người nào thiệu bình ba lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn có người đi vào thì đừng ngăn cản trực tiếp mang đến nơi này thiệu tam tỉnh ngậm miệng không hỏi thêm nữa cấp tốc xoay người rời đi đại môn mở rộng thiệu tam tỉnh chờ đợi chậm chạp không có người tới chỉ thấy trên đường phố người đến người đi tuy trạch viện này không ở trên con đường chính của tề kinh nhưng không tính quá hẻo lánh bên ngoài lui tới không ít người Thiệu Tam tỉnh chờ ở trong đình viện, mỗi một người qua cửa hơi có dị thường đều sẽ làm hắn ngóng trông. Thiệu Bình Ba thì lại nhắm mắt dưỡng thần, giống như chứng thực cái gì. Ước chừng nửa canh giờ sau, ngoài cửa đứng một người, một nam tử cõng lấy túi vải giống như người bán hàng rong, nhìn chằm chằm đình viện đánh giá, sau đó lắc trống bỏi trong tay không nhanh không chậm đi vào. Có người mạo muội xông vào, hộ vệ ở bốn phía dục ra dục dịch, Thiệu Tam tỉnh nhấc tay ra hiệu, ngăn cản bọn hắn phòng bị, mình thì tiến lên nghênh tiếp, khách khí cười nói: Tiên sinh có việc gì không?" Ánh mắt người bán hàng rong quét nhìn bốn phía, sau đó trên dưới đánh giá Thiệu Tam Tỉnh, nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ. "Thư, xác nhận là người cần đón." Thiệu Tam Tỉnh lập tức đưa tay mời. "Mời tiên sinh đi theo ta." Một đường cung kính, thỉnh thoảng đưa tay dẫn đường, dẫn đối phương tới lầu các của Thiệu Bình Ba, thông bẩm một tiếng. "Đại công tử, người đến rồi." Thiệu Bình Ba đang đánh giá đối phương, mà người tới thì giống như không có gì, gỡ xuống bao vải để lên bàn, rừng rưng ngồi xuống chủ vị nhìn thiệu bình ba nói, lão thiệu, dâng trà, khách tới thuận miệng nói, không cần, những người không có liên quan lui ra đi. Trong khẩu khí đối phương nội liếm uy nghi, thiệu tam tỉnh kinh nghi bất định, không biết là người nào, nhưng thiệu bình ba nhìn hắn phất tay. Canh phòng cẩn thận, đừng để người tới gần. Vâng, thiệu tam tỉnh lĩnh mệnh đi ra ngoài, đóng cửa lại, xuống dưới lầu canh phòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên lầu một chút. Thiệu bình ba đi tới trước cửa sổ, chắp tay nhìn ngoài cửa sổ, Đợi một lúc không thấy phản ứng, đành phải đi trở về bên cạnh bàn, ngồi ở đối diện đối phương, chủ động hỏi. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiên sinh. Khách tới nói, tôn tính đại danh của ta không phải ngươi nên hỏi. Thiệu Bình Ba nói, nếu ta ngay cả thân phận của các hạ cũng không rõ, làm sao có thể tin tưởng lai lịch của các hạ thật hay giả. Khách tới nói, sự tình về quốc thì không đề cập tới. Bên tề quốc này, người không dám có động tác quá lớn, không dám nhằm vào nhân viên quan trọng, sợ bị tề quốc cảnh giác hiện tại ngươi chỉ tập trung lực lượng tấn quốc đi làm chút sự tình nhỏ lẻ như giao liên chẳng hạn một khi có yêu cầu tùy thời có thể đánh cháo kim xí sí của một vài người một ít người phụ trách trông giữ kim xí sí đã bị ngươi khống chế rồi ngươi đã bắt đầu dùng những người này đại quân bên tề quốc xuất trinh và triều đình liên hệ đã xảy ra vấn đề biện pháp này không cách nào lâu dài lỗ thủng quá nhiều nghĩ không được bao lâu sẽ bị nhìn thấu nhưng ngươi muốn chính là cái thời gian này theo ta được biết đã có ba chi đại quân thay đổi phương hướng khẩn cấp lao tới kinh thành Tề Quốc. Cái khác còn cần ta nói tiếp không? Chương 1648, hợp tác không phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Ánh mắt Thiệu Bình Ba lấp lóe, quả nhiên cái gì cũng không gạt được người phiêu miểu các. Khách tới nói, đã biết ta là người nào, cùng ta có kẻ mặc cả, người không sợ chết sao? Thiệu Bình Ba nói, dưới tình huống bình thường, không có ai không sợ chết, bằng không tiên sinh cũng sẽ không đến mức không dám lấy bộ mặt thật tới gặp ta. Khách tới nói, Người uy hiếp ta, thiệu bình ba nói, không phải uy hiếp, là muốn hợp tác với tiên sinh, hoặc là nói, thiệu mẫu nguyện cống hiến cho tiên sinh. Khách tới nói, ta không cần ngươi cống hiến, ta đến chỉ muốn nói cho ngươi, giữ khuôn phép làm sự tình của mình, còn có thể sống lâu dài một chút, biết quá nhiều không có lợi với ngươi, thời điểm nên giả bộ hồ đồ thì phải giả bộ hồ đồ, minh bạch chưa? Thiệu bình ba nói, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Bạch, thân hình khách tới lóe lên, đến bên người thiệu bình ba, Bóp lấy cái cổ của hắn nói: "Ngươi nói lại lần nữa, ta không nghe rõ." Thiệu Bình Ba Gian Nan đứt quãng nói: "Ta chết, ngươi cũng chạy không thoát, ta đi trước một bước, trên đường hoàng tuyển sẽ đợi tiên sinh đồng hành." Trong mắt khách tới hiện lên vẻ giận dữ, năm ngón tay đột nhiên phát lực, hai mắt Thiệu Bình Ba trừng lớn, con ngươi gần như muốn lòi ra, nhưng nỗ lực mỉm cười, chỉ là khuôn mặt vặn vẹo làm nụ cười quỷ dị dữ tợn. Thời điểm hắn muốn tắt thở, khách tới đột nhiên buông tay đẩy một cái. Ầm Thiệu Bình ba lảo đảo lùi về sau, ngã trên mặt đất, há mồm thở dốc, sau đó che cái cổ liên tục ho khan, khóe miệng có nước dãi chảy ra. Bên ngoài truyền đến thanh âm lên lầu, Thiệu Tam tỉnh ở ngoài cửa gọi. Đại công tử, đại công tử, không có chuyện gì, lui ra. Thiệu Bình ba quát một tiếng, đợi tiếng bước chân xuống lầu, Thiệu Bình ba đỡ cái ghế bỏ lên, gần như ngồi phịch ở trên ghế cười nói. Mạng của ta không đáng giá, một mạng của ta đổi lấy mạng của tiên sinh, đối với tiên sinh mà nói, không có lợi. Tiên sinh là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Khách tới chậm rãi đi đến trước mặt, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng theo dõi hắn, trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười, đưa ra một tay vỗ vỗ gỏ má của thiệu bình ba. Không tệ không tệ, lá gan không nhỏ, có tư cách hợp tác với ta. Đối phương trở mặt rất nhanh, thiệu bình ba cười ha ha nói. Tiên sinh quá khen, khách tới xoay người quay về, ngồi xuống. Thiệu bình ba há mồm thở dốc, nỗ lực khôi phục lại đi trở về ngồi xuống đối diện nhìn túi vải đối phương vứt ở trên bàn nói ta một mực chờ đợi tiên sinh cho rằng tiên sinh sẽ lộ diện rất nhanh không nghĩ tới đợi lâu như thế tiên sinh mới lộ diện nhìn cách ăn mặc của tiên sinh dường như cực kỳ cẩn thận xem ra bên thánh cảnh cho tiên sinh áp lực không nhỏ khách tới nói đích xác có chút phiền phức vốn định sớm đến gặp gỡ ngươi nhưng hồng vận pháp chết phàm có liên lụy tới hồng vận pháp cửu thánh đều sẽ nhìn chằm chằm hết thảy người có hiểm nghi Thiệu Bình ba gật đầu, tỏ ra đã hiểu, bị nhìn chằm chằm, không tìm được cơ hội thích hợp, đối phương không dám dễ dàng đi lại. Khách tới nói: "Ngươi muốn hợp tác với ta, bằng cái gì hợp tác với ta, ngươi có cái gì đáng giá ta hợp tác với ngươi, nói nghe một chút." Thiệu Bình ba nói: "Hợp tác không phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Tiên sinh muốn ta thúc đẩy tấn vệ chi chiến, ta làm được, bây giờ cũng nên đến lúc tiên sinh thực hiện hứa hẹn." Khách tới nói: "Muốn biết tình huống của Ngưu Hữu Đạo ở trong thánh cảnh?" Thiệu Bình Ba gật đầu, đúng vậy, khách tới tựa hồ hơi kỳ quái, như hữu đạo bị vây ở trong thánh cảnh, là không có biện pháp đi ra, hoặc là nói mãi mãi không ra được, các người cách xa nhau hai giới, đã không còn liên quan, vì sao còn nhớ mãi không quên. Vĩnh viễn không ra được, Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại một câu, sau đó lắc đầu nói. Tiên sinh quá khinh thường hắn, năng lực của hắn ta quá rõ ràng, nếu như hắn muốn ra, không hẳn không có biện pháp, trong thánh cảnh cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn một khi hắn đi ra, là sẽ không bỏ qua ta. Khách tới châm chọc nói, xem ra ngươi rất sợ hắn. Thiệu Bình Ba nói, đối với ta mà nói, không tồn tại cái gì sợ hay không sợ, tiên sinh hẳn minh bạch hậu quả khi ta hợp tác với ngươi, tiên sinh cảm thấy ta sẽ sợ sao. Như hữu đạo đối với ta mà nói là vấn đề, là phiền phức, nhất định phải giải quyết. Khách tới trầm mặc một lúc, từ từ nói, tình huống CCC si 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 hắn ở trong thánh cảnh ta biết một chút, bất quá tình huống trong thánh cảnh tương đối phức tạp, ta cũng không có biện pháp mỗi ngày theo dõi hắn, cho nên tình huống của hắn ta biết cũng không nhiều. Ngươi muốn diệt trừ hắn, sự tình này đơn giản, ta tìm một cơ hội giúp ngươi diệt hắn đi là được." Thiệu Bình Ba nói, "Tuy ta không biết thân phận của tiên sinh, nhưng tiên sinh khẳng định không phải một trong cửu thánh, ta nói như vậy không sai chứ?" Thấy hắn nói tào lao, khách tới không rõ ý, hừ một tiếng. "Nếu ta là một trong cửu thánh, ngươi cảm thấy ta có thể ngồi ở đây gặp mặt ngươi sao?" Thiệu Bình Ba nói tiên sinh không phải một trong cửu thánh, thì không làm được nhẹ nhàng như vậy, cho nên thứ ta nói thẳng, chỉ cần tiên sinh không dám trắng trận động thủ với hắn, như vậy tiên sinh sẽ không bao giờ giết hắn được. Khách tới nói, ngươi sử dụng phép khích tướng với ta, thiệu bình ba nói, không phải phép khích tướng, nếu tiên sinh có thể giúp ta lộng chết hắn, ta tự nhiên là cầu còn không được, nhưng ta phải nhắc nhở một câu, không có niềm tin tuyệt đối thì không nên động thủ. Một khi động thủ thì tuyệt đối phải đưa vào chỗ chết, quyết không thể cho hắn cơ hội cắn ngược một khi để hắn cảnh giác một khi để hắn phát giác cái gì hắn phản kích và trả thù nhất định sẽ không khách khí như hữu đạo là cao thủ trong đạo này ta dám cam đoan một khi tiên sinh và hắn đấu với nhau còn không biết là ai lộng chết ai khách tới xì mũi, biểu đạt ra khinh thường bằng thân phận địa vị của hắn thật không để như hữu đạo ở trong mắt lạnh nhạt nói sâu mùa hạ không thể nói băng tuyết ngươi không biết tình huống trong thánh cảnh ta không trách ngươi thiệu bình ba nhíu mày Ta không biết tình huống trong thánh cảnh, nhưng lại biết một việc, mặc kệ là trong thánh cảnh hay ngoài thánh cảnh, sự tình giữa người và người đều tương thông. Ta khuyên tiên sinh đừng manh động, đừng đánh rắn động cỏ. Qua nhiều năm như thế, người muốn giết chết hắn quá nhiều, chỉ ít còn nhiều hơn người muốn giết chết ta, nhưng đến nay hắn còn sống rất tốt, này đã nói rõ vấn đề. Loại người như hắn tính cảnh giác rất cao, đặc biệt là ở trong thánh cảnh, tính cảnh giác của hắn nhất định sẽ toàn diện thả ra, hơi có gì bất thường sẽ gây hắn cảnh giác trước khi không có chuẩn bị thích đáng tiên sinh nhất định đừng manh động bằng không là cầm mạng của mình nói đùa tiên sinh này không phải nói bậy cũng không phải nói đùa với tiên sinh tiên sinh phải cực kỳ cẩn thận khách tới không biết có nghe lọt hay không chỉ hỏi người đến tột cùng muốn biết cái gì của hắn thiệu bình ba nói hắn không phải người ngồi chờ chết ta tin tưởng hắn ở trong thánh cảnh đã sớm bắt tay chuẩn bị đường lui ta muốn biết hết thảy hướng đi của hắn càng tỉ mỉ càng tốt khách tới nói ta nói rồi tình huống trong thánh cảnh cực kỳ phức tạp, ta không có biện pháp liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Thiệu Bình Ba nói, bằng bản lĩnh của tiên sinh, lẽ nào ở bên cạnh hắn xếp vào một cơ sở ngầm cũng không được sao? Khách tới nói, hắn ở Vấn Thiên Thành, có cơ sở ngầm của ta, nhưng ra hỏa kia thường thường bôn ba chung quanh, không tiện theo dõi. Kim sĩ và phi cầm cỡ lớn trong thánh cảnh đều bị quản khống rất nghiêm ngặt, đặc biệt là phi cầm cỡ lớn, căn bản không có biện pháp thấm thấu vào. Hắn điều động phi cầm cỡ lớn tản bộ khắp nơi, người của ta không có biện pháp tùy thời vận dụng phi cầm cỡ lớn theo dõi, không cách nào thăm dò hướng đi cụ thể của hắn. Chương 1649, đủ độc ác. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của Thiệu Bình ba nghiêm nghị hồi lâu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời than thở một tiếng. Này chính là chỗ lợi hại của Ngưu Hữu Đạo, một đạo trình báo nói huyền diệu muốn việc công trả thù riêng, đồ vật đăng báo cho cửu thánh không thể bắn tên không đích vậy đã nói rõ huyền diệu và nghiêu hữu đạo đích xác có thủ oán gì, hắn tiên hạ thủ vi cường khống chế uy hiếp, đạo trình báo thứ hai đưa long phiếm hải vào chỗ chết, gây nên cửu thánh quan tâm cũng cho thấy hoàn cảnh khó khăn khi mình đốc cha, đạo trình báo thứ ba ra chút yêu cầu liền thuận lý thành trương, thuận lợi đạt được đồ vật hắn muốn. Liên tiếp ba bản tấu trương có rất nhiều thâm ý, hắn biết cửu thánh muốn cái gì, nương theo cửu thánh đạt đến mục đích mình muốn. Đạt được phi cầm cỡ lớn bay tới bay lui, thu được hoạt động tiện lợi tự do ở trong thánh cảnh. Hắn hành động đều tất có mục đích, ở trong thánh cảnh tự do hoạt động chỉ là một trong những nhu cầu của hắn, tuyệt đối không phải là bán mạng cho cửu thánh. Vì cái gì cần tự do hoạt động, ta quá hiểu hắn, hắn nhất định đang mật mưu cái gì. Sau đó ta nghe được tin tức, các lộ đốc tra đột nhiên ra sức, bao quát sự tình hồng vận pháp tuôn ra, kia đều là chuyện sau này. Tiên sinh, ta cơ hồ có thể kết luận, nếu ta đứng ở góc độ của nghiêu hữu đạo, nếu như ta muốn mật mưu cái gì, vì càng thêm tự do tiện lợi hành động ta nhất định sẽ cổ động các môn phái khác tận chức trách nốc cha, để kiềm chế phiêu miểu các quan tâm đối với ta, thuận tiện để ta ở trong bóng tối hành sự. Tiên sinh, nếu ta không đoán sai, sau ba đạo trình báo, như hữu đạo sẽ yên tĩnh, người môn phái khác thì bắt đầu dần vặt. Lần thứ nhất người phiêu miểu các ở trong bóng tối tiếp xúc hắn, để chứng minh thân phận, liền lấy ra chút tình huống có quan hệ tới như hữu đạo ở trong phiêu miểu các cho hắn xem, nhìn thấy chính là tin tức như hữu đạo liên tiếp ba đạo trình báo. Khách tới trầm mặc, sau khi suy nghĩ một chút, có chút cả kinh nói. Tựa hồ bị ngươi nói chúng rồi, thật giống như có việc này. Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại nói, hắn ở trong thánh cảnh chạy tới chạy lui, lẽ nào tiên sinh không muốn biết hắn mật mưu cái gì? Kết quả đối phương suy đoán chứng minh một chút đồ vật, rốt cuộc gây nên khách tới coi trọng, khách tới trần chờ nói. Thế nhưng đích xác không dễ thăm dò hướng đi tỉ mỉ của hắn. Thiệu Bình Ba nói, nhạn qua lưu thanh, thủy qua lưu ngân, chỉ cần làm, nhất định sẽ lưu lại manh mối tiên sinh không ngại suy ngẫm ta đến giúp tiên sinh phân tích tức là giúp tiên sinh cũng là giúp chính mình khách tới trầm mặc nói ở trong thánh cảnh hắn lại có thể làm gì chứ thiệu bình ba nói không nên xem thường hắn sự tình có khả năng nhiều lắm thí dụ như nghiêu hiếu đạo trình báo hắn và huyền diệu từng có thủ oán vì sao nghiêu hiếu đạo và huyền diệu có thủ oán hai người phát sinh sự tình gì tiên sinh biết không khách tới im lặng Ta trở về sẽ cẩn thận siêu tập tình huống tương quan, bất quá ra hỏa kia chạy tới chạy lui không dễ theo dõi, e là rất khó tỉ mỉ. Thiệu Bình ba nghiêng người về phía trước, tận lực tỉ mỉ, ta muốn bản đồ chi tiết trong thánh cảnh, sau khi Nghiêu Hữu đạo tiến vào thánh cảnh đã làm sự tình gì, tiếp xúc qua người nào, đi qua địa phương nào, sự tình đã xảy ra nào có quan hệ tới hắn. Nói chung càng tỉ mỉ càng tốt, chỉ cần sâu chuỗi sự tình từ đầu tới đuôi, cho dù có địa phương gãy tuyến không rõ ràng, chỉ ít sắp xếp ra cũng có khả năng phát hiện chút gì. Khách tới đứng lên, nhặt lấy túi vải muốn đi, thiệu bình ba đứng lên theo, chiến sự lần này, tiên sinh đã đến rồi, không có cái gì muốn căn dặn ta làm sao. Nói đến cái này, khách tới buông tiếng thở dài, đã không tất yếu, trước tiếp xúc người vốn là dư thừa, chiến sự lần này, cửu thánh thờ ơ không động, đối với cửu thánh không có bất kỳ ảnh hưởng, chứ có chút ảnh hưởng với nhân viên đốc tra các phái, thì không đưa đến bất kỳ tác dụng quấy dày nào với cha xét sự tình hồng vận pháp, các người thích làm sao thì cứ làm, đã không có quan hệ gì tới ta. Thiệu Bình Ba biết vì sao đối phương ai thán, cổ động chiến sự không phát sinh tác dụng, trái lại để người khác nắm thóp, này chỉ sợ là trước đó đối phương làm sao cũng không nghĩ tới. Tiên sinh không thể tiết lộ thân phận cùng tôn tính đại danh để ta biết sao. Thiệu Bình Ba hỏi một tiếng, khách tới nói, không cần thiết, hắn đến chỉ có một mục đích, ổn định Thiệu Bình Ba, vì thăm dò hậu thủ ẩn nấp của Thiệu Bình Ba mà tranh thủ thời gian, chỉ cần phế bỏ hậu thủ của Thiệu Bình Ba, hắn liền có thể giải quyết đối phương. Thiệu Bình Ba nói, vậy đợi tiên sinh yên tâm lại nói, có thể nhận thức tiên sinh là vinh hạnh của ta, tiên sinh có địa phương dùng đến ta xin cứ phân phó. Này không phải lời khách sáo, trước đó hắn muốn kéo quan hệ với Phiêu Miểu Các nhưng khổ nỗi không có cửa, không nghĩ tới bây giờ vậy mà có người chủ động đưa tới, hắn sao có thể dễ dàng buông tha. Khách tới nói hy vọng ngươi có địa phương đáng giá ta lợi dụng, dứt lời cất bước rời đi, chậm đã, thiệu bình ba hơi ngăn lại, chắp tay nói, tiên sinh thông thả, ta còn có một chuyện cầu tiên sinh hỗ trợ. Khách tới mắt lạnh nói, ta khuyên ngươi đừng được voi đòi tiên, thiệu bình ba nói, một sự tình thuận tay mà thôi, sẽ không gây phiền toái. Khách tới nói, sự tình gì, thiệu bình ba nói, nhi tử tề hoàng gả cho huyền vi, trợ giúp về quốc ổn định lòng người, ta không muốn bọn hắn quá mức thuận lợi ta nghĩ bên về quốc nhất định có người của tiên sinh A. À. Khách tới nói, người của ta sợ là giúp không được người bận rộn nhiều như thế. Thiệu Bình Ba nói, Hoàng cung về quốc có linh hư phủ, thủ chính các, đại nhạc sơn, trong mấy đại thế lực này, chỉ cần có một người của tiên sinh là được. Khách tới nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thiệu Bình Ba nói, trượng phu của huyền vi là hạo thừa, tình nhân của huyền vi là tây môn tình không, một cái là trượng phu, một cái là tình nhân, thấy thế nào cũng có chút y tứ chí ít ta không tin trưởng phu và tình nhân của huyền vi có thể không hề khúc mắc Tây môn tình không rộng lượng là không sai, nhưng hạo thừa thì sao? Hắn có thể đội được nón xanh sao? Khách tới liếc chéo nói, trên người hạo thừa gánh chịu sứ mệnh của tề quốc, làm sao có thể không biết hôn sự lần này chỉ là trang trí, sợ là cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Muốn dùng cái này gây xích mích ly rán, người nghĩ quá nhiều rồi. Thiệu Bình Ba xua tay nói, vậy phải xem là tình huống gì cái đã nếu hạo thừa không có sợ hãi thì sao nếu có người chống đỡ hạo thừa làm như vậy thì sao khách tới à lên một tiếng nói như thế nào một bộ nguyện ý nghe cao kiến thiệu bình ba trầm giọng nói vệ hoàng trên căn bản đã phế bỏ bây giờ nắm giữ đại quyền vệ quốc là huyền vi đã như vậy ta liền có khả năng thời điểm huyền vi còn là thần tử bởi vì nắm quyền lớn tam đại phái của vệ quốc nhìn tây môn tình không có chút không vừa mắt bây giờ huyền vi chính thức trưởng khống đại quyền vệ quốc bên giường sao để người khác ngủ ngáy, lúc này chỉ cần có người gây xích mích với tam đại phái của vệ quốc, tam đại phái của vệ quốc sẽ rất khó dung tây môn tình không, lạnh lùng hạ sát thủ không phải sự tình không có khả năng. Khách tới cười gần, hiện tại tam đại phái của vệ quốc cần huyền vi, sẽ không ở thời điểm này đắc tội huyền vi. Thiệu Bình Ba nói, cho nên hạo thừa chính là quân cờ tuyệt diệu, vì sao huyền vi cưới hạo thừa, chính là vì đại cục. Nếu hạo thừa hạ sát thủ với tây môn tình không, kia liền không liên quan gì tới tam đại phái của vệ quốc, này là tình địch một mất một còn. Chỉ cần gây xích mích thỏa đáng, chỉ cần hơi gây xích mích, tam đại phái của vệ quốc làm sao có thể không động lòng. chương 1650, trước khi tảo triều một, cả ngày đội nón xanh ở trên đầu, trong lòng hạo thừa tất nhiên uất ức, một khi có tam đại phái của vệ quốc ở trong bóng tối chống đỡ, tất nhiên là không sợ hãi. Hạo thừa đắc thủ, thì tây môn tình không chết, tây môn tình không chết, nếu huyền vi có thể vì tình chu diệt hạo thừa, sẽ lập tức tạo thành lòng người kinh hoàng, cử chỉ thông gia hóa hư không. Hạo thừa ra tay thất lợi, ngược lại bị Tây Môn Tình không giết chết, kết quả cũng như vậy. Tây Môn Tình không giết Hạo thừa, hỏng đại sự của vệ quốc, tam đại phái của vệ quốc có thể buông tha hắn sao? Khách tới bỗng nhiên trên dưới đánh giá Thiệu Bình Ba, gần từng chữ nói. Thủ pháp hành sự của ngươi đủ độc ác nha. Thiệu Bình Ba nói, hai nước giao chiến, binh bất hiếm trá. Lại nói, huyền vi bắt cá hai tay ngài không cảm thấy buồn cười sao? làm trái nữ tắc ta tạm làm chính nghĩa chi sĩ một lần thì chút trừng phạt khách tới nói nếu hạo thừa không thể giết chết tây môn tình không mà tây môn tình không cũng vì đại cục ẩn nhẫn thì sao thiệu bình ba nói tam đại phái của vệ quốc sẽ không làm việc không nắm chắc một khi tam đại phái của vệ quốc quyết định ra tay giúp đỡ hạo thừa ta nghĩ nhất định sẽ tìm cơ hội nắm chắc lại ra tay không thể coi như trò đùa tới đối xử không ra tay thì thôi vừa ra tay tất phải đưa tây môn tình không vào chỗ chết Coi như cuối cùng kết quả không thể như ta mong muốn, để huyền vi lòng dối như tơ vò, cũng là tấn quốc ta vui mừng, chắc chắn sẽ không phải sự tình uổng phí gì, tiện tay hành sự, cớ sao lại không làm. Khách tới khà khà cười lạnh, Tây môn tình không và ngươi không thù không oán, đối với Tây môn tình không mà nói thật là họa trời dáng. Xem ra ta tìm đối tượng hợp tác không tệ, năm đó huyền vi không thể mời chào ngươi đi về quốc, để ngươi chạy tới tấn quốc, chỉ sợ là sai lầm to lớn nhất đời này của nàng. Tốt rồi, ta không thích hợp ở lâu, quay đầu lại sẽ có người liên hệ ngươi. Thiệu Bình Ba lập tức chắp tay đưa tiến nói, ta bất tiện lộ diện tiến đưa, có chỗ thất lễ mong tiên sinh chớ trách, tiên sinh đi thong thả. Đợi khách đi rồi, Thiệu Tam tỉnh tiến khách cấp tốc trở lại trên lầu, đi tới trước cửa sổ thử hỏi. Người phiêu miểu các, Thiệu Bình Ba không có phủ nhận, Thiệu Tam tỉnh biết bản thân đoán đúng, không khỏi lo lắng nói. Hậu thủ của đại công tử chuẩn bị sợ là phải nhanh một chút chấp hành, không để đối phương sợ ném chuột vỡ đồ mà nói đối phương rất có khả năng sẽ giết người diệt khẩu thiệu bình ba nói không cần ta đánh cuộc nổi hắn không đánh cuộc được hắn có thể tới gặp ta hắn liền thua nói rõ hắn không đánh cuộc được hắn đến là vì ổn định ta trong bóng tối khẳng định đã phái người tập trung ta muốn tìm được hậu thủ của ta giấu ở chỗ nào thế lực phiêu miều các thực quá quỷ dị mặc kệ hậu thủ giấu chỗ nào cũng có thể bị hắn tìm ra một khi bị hắn tìm ra, chính là giờ chết của ta. Chỉ có bất động, làm hắn không có dấu tích để tra, hắn mới sẽ sợ ném chuột vỡ đồ không dám đụng đến ta. Động là tìm chết, bất động trái lại an toàn. Hiện tại hắn không chỉ không dám để cho ta chết, còn phải nghĩ tất cả biện pháp bảo hộ ta. Lão thiệu, sinh từ một đường, chúng ta hoàn toàn nằm ở thế yếu, không thể vọng động, không được qua loa. Thiệu tam tỉnh nghe mà hoảng sợ run rẩy, chẳng trách chậm chạp không có động tác, hóa ra vẻn vẹn chỉ là một chút uy hiếp trên đầu môi, cảm giác đại công tử thực quá điên cuồng, đại công tử là cùng đối phương đánh cược mạng A. Quay đầu lại, thiệu bình ba lại hỏi, nhìn chăm chú sự tình trong cung, đừng ra kẽ hở gì. Thiệu tam tỉnh trả lời, đại công tử yên tâm, tất cả bình thường, sẽ không có vấn đề gì, sáng mai liền có thể thấy rõ ràng. Chỉ là đệ tử quỷ y kia, chỉ sợ hắn sẽ xuất thủ, nghe nói hắn ngay cả độc hồng hài nhi cũng có thể giải, một khi hắn ra tay, sẽ hỏng việc. Đại công tử, có muốn đồng thời xuống tay với hắn, để tránh khỏi hậu hoạn hay không?" Thiệu Bình ba quay đầu lại nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, im lặng một hồi, từ từ nói: "Ở tu tiên giới tin đồn có quan hệ quỷ y để người không mò ra sâu cạn. Người quỷ y có thể không trêu chọc thì tận lực đừng trêu chọc, nếu thật sự như nghe đồn mà nói, ở thời điểm mấu chốt này còn không biết sẽ gây ra phiền toái gì. Chỉ cần trong cung bộc phát sự tình, chỉ cần sự tình trong cung không ra kẽ hở, mặc kệ hắn có ra tay hay không đều không trọng yếu." cẩn thận nhìn Tây Viện Đại Vương Hạo Vân thắng, không thể cho hắn cơ hội đổi ý. Thiệu Tam Tỉnh nói, "Vâng, dưới bầu trời minh mông, tướng sĩ huệ Hoài, y nguyên duy trì trạng thái hành quân vội vã." Một kỵ sĩ chạy như bay đến, lớn tiếng bẩm báo. "Tướng quân, đại soái hồi phục, đích xác có phản quân tấn công kinh thành, đại soái lệnh chúng ta hỏa tốc hồi kinh." Ba Nguyên thành ở trên lưng ngựa đoạt thư tới tay kiểm tra, xem xong nện ngực thở dài, tiếp đó phất tay hò hét nói. "Đại quân tăng nhanh tiến lên!" một tướng quân ở bên cạnh nói, tướng quân, các tướng sĩ quá uể oải, không cách nào nhanh hơn. Đúng lúc này, lại một kỵ sĩ chạy như bay đến, lớn tiếng bẩm báo. Tướng quân, kinh thành hồi phục xác nhận, bệ hạ lại lần nữa truyền chiếu gấp rút tiếp viện. Ba Nguyên Thành nhìn binh sĩ sau lưng sắc mặt uể oải, bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói. Bộ tốt nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó gấp rút lên đường, kỵ binh tiếp tục tiến lên. Trong đại doanh, Hô Diên vô hận đối mặt địa đồ sắc mặt nghiêm nghị, Xảy ra vấn đề rồi, đại quân phía dưới xuất hiện tình huống không nghe quân lệnh, nếu như không phải nhận được thám tử trải rộng các nơi truyền báo, hắn thậm chí không biết thủ hạ thay đổi tuyến đường hành quân. Báo, ngoài trướng báo một tiếng, một đại tướng sốc mạnh lều lên đi vào, bước nhanh tới bên người hô Diên vô hận, chắp tay gấp gáp hỏi. Đại soái, đã xác nhận, nhân mã phía đông nam phùng lệnh tiến vào về quốc chặn lại đại quân Doãn trừ đã triệt binh, ba nguyên thành xuất lĩnh 10 vạn tiên phong cũng triệt binh nhân mã phía tây nam tấn công vào tấn quốc cũng triệt binh ba đường nhân mã lùi lại đều chạy gấp về phía kinh thành kinh thành hô diên vô hận nhíu mày chiến trường kháng lệnh bọn hắn đến cùng muốn làm gì tướng lĩnh trả lời nói theo thám tử ven đường báo lại ba đạo nhân mã đều nhận được tin tây viện đại vương và kim vương mưu phản đang dẫn phản quân tấn công kinh thành bọn hắn muốn hồi kinh hộ giá tu sĩ ở một bên nói nói hưu nói vượt kinh thành có tam đại phái bảo vệ ở chung quanh sao dung bọn hắn tùy ý mưu phản. Tướng lĩnh nói, thuyết pháp này có chút kỳ quái, càng kỳ quái là, ba đạo nhân mã hộ giá đều đầu đeo vải trắng, nói là vì phân biệt với phản quân. Hồ Diên vô hận trầm giọng nói, ba đạo nhân mã sau khi tiếp quân lệnh của ta, có hồi phục không? Tướng lĩnh nói, liên tiếp phát ra tin tức đều như đá chìm biển lớn, ba đường nhân mã không có bất kỳ hồi phục, đến nay cũng không báo lên quân tình. Lời này vừa nói ra, kết hợp các sự tình lúc trước, tâm tình mọi người đột nhiên trở nên nặng nề. Bọn hắn muốn làm gì? Hồ Diên vô hận trầm giọng gầm lên. Một tu sĩ nói, phản quân, ta thấy bọn hắn càng giống như phản quân A. Có tu sĩ khác nói, trong ba đường đại quân đều có người của tam đại phái chúng ta, không thể dung bọn hắn dễ dàng mưu phản. Một tướng lĩnh nói, nếu thật mưu phản, lại ở thời điểm này mưu phản, không cần phải nói, khẳng định có lực lượng của tấn quốc ở sau lưng chống đỡ, mục đích chính là không muốn chúng ta gấp rút tiếp viện vệ quốc. Một tướng khác nói, thật thế mà nói, vậy làm sao bây giờ? Là bình phản hay đi gấp rút tiếp viện về quốc? Thống soái của ba đường đại quân đều là đại soái một tay đề bạt, làm sao có khả năng mưu phản? Ba đường nhân mã tính toán ra cũng gần trăm vạn đại quân, một khi làm loạn, hậu quả khó mà lường được. Trường 1651, trước khi tảo triều khai, Hô Diên vô hận hò hét nói, truyền lệnh đại quân đổi đường, chặn lại nhân mã của ba nguyên thành. Vâng, chúng tướng chắp tay lĩnh mệnh, Hồ Diên vô hận lại nhìn tu sĩ tam đại phái chắp tay nói. Ta điều ba con phi cầm cỡ lớn cho chư vị, mời nhân thủ tam đại phái đi ba đường đại quân gặp người bản phái của mình, nhìn xem người môn phái mình phải chăng còn sống, nếu như còn sống, cần phải làm rõ là xảy ra chuyện gì. Tuân lệnh đại soái trưởng lão ba phái chắp tay lĩnh mệnh, người trong lều cấp tốc tản đi, trong vương phủ của Tây Viện Đại Vương, Hạo Vân thắng nhốt mình ở trong phòng bồi hồi, thấp thỏm, lo lắng hơn nữa vô cùng bất an nhưng hắn không có lựa chọn, hắn bị thiệu bình ba nhìn chằm chằm. Năm đó Bạch Vân Gian danh xưng trốn ăn chơi của Tề Kinh và hắn quan hệ như thế nào mọi người đều biết, đều biết Bạch Vân Gian là dưới trướng của Tây Viện Đại Vương hắn. Sau khi Bạch Vân Gian bị triều đình thanh tra tịch thu, hắn rất khó khăn mới rũ sạch quan hệ, vốn tưởng rằng không có sự tình, vốn tưởng rằng sự tình đã qua. Nhưng đó chỉ là mong muốn đơn phương của hắn, Thiệu Bình Ba biết quan hệ của hắn và bà chủ Tô Chiếu của Bạch Vân Gian, biết Tô Chiếu và hắn không có bất kỳ quan hệ nam nữ, thuần túy là vì che giấu thân phận người hiểu nguyệt các của Tô Chiếu mà thôi. Có người tới tìm Hạo Vân Thắng hắn, đưa ra bằng chứng chứng minh Hạo Vân Thắng hắn nhận thức Tô Chiếu. Cái gì cùng hiểu nguyệt các cấu kết ý đồ mượn tay hiểu nguyệt các gây rối, cái gì giúp hiểu nguyệt các ở trong bóng tối chủ bị đại lượng chiến mã. Tùy tiện cái nào lộ ra ngoài cũng đủ giết hắn mấy lần. Đương nhiên, trừ cưỡng bức còn có dụ dỗ, hứa hẹn sau khi thành sự cắt đất phong hầu cho hắn. Nhưng khi hành sự thực làm hắn bất an, bồi hồi, nỉ non. Hạo Vân Đồ, là ngươi bất nhân bất nghĩa trước, đừng trách ta bất nhân bất nghĩa với ngươi. Lời nói tương tự, ở trong miệng hắn lặp đi lặp lại nói thầm không biết bao nhiêu lần, càng như là tự an ủi mình. Lo lắng bất an một đêm, một đêm không ngủ, đến sáng sớm hạ nhân gõ cửa nhắc nhở chuẩn bị tảo chiều. Rửa mặt chỉnh đốn y quan, Hạo Vân thắng lên xe, thẳng đến Hoàng Thành. Đến Hoàng Cung, trời còn chưa sáng, đến tương đối sớm, còn chưa tới thời gian tảo chiều, trước tiên đi vào phòng hậu chiều nghỉ ngơi một chút này là ưu đãi đối với hoàng tộc, thần tử khác không có chuyện tốt này, đến sớm thì cứ chờ đó đi. Bởi vì chỉ có thần tử chờ hoàng đế, không có đạo lý hoàng đế chờ thần tử. Đương nhiên, ưu đãi hoàng tộc cũng có dụng ý khác, hoàng đế kiêng kỵ hoàng tộc và các đại thần pha trộn với nhau, hàng ngày có giáo sự đài giám thị, nhưng trước tảo chiều một đám hoàng tộc cùng một đám đại thần pha trộn với nhau, trời mới biết sẽ mật mưu cái gì, thời điểm này người của giáo sự đài cũng bất tiện tới gần, cho nên tách ra thì tốt hơn. Trong phòng, đồ ăn tỏa ra hương thơm ngát, ngự thiện phòng trong cung theo thường lệ chuẩn bị một chút điểm tâm sáng cho các hoàng tộc. Tuy đơn giản, nhưng quân vương ban tặng không dám từ, thêm vào là tâm ý của hoàng đế, các hoàng tộc sáng sớm đến đều sẽ ở đây dùng điểm tâm sáng, coi như nể mặt hoàng đế nha. Vương ra, nhìn thấy hắn đi vào, thái giám chuẩn bị ở trong điện dồn dập hành lễ. Hạo vân thắng ừm một tiếng, tản bộ qua một loạt đồ ăn, sau khi quan sát phát hiện chỉ có cháo là thức ăn nóng, liền phất tay bảo thái giám lui lại, không cần thái giám hầu hạ, muốn tự mình động thủ. Lấy cái bát, múc một bát cháo, lúc thả cái thìa lớn vào nồi, trong tay áo rơi xuống một ít hạt bụi, giả vờ thả cái thìa không đúng vị trí dựa thế đảo thêm hai cái. Sau đó bưng bát đi tới một bên từ từ ăn uống, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm kỳ thực vô cùng khẩn trương. Hắn minh bạch tại sao người ép mình làm sự tình này lại tìm tới hắn, bởi vì đồ ăn trong cung kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt là đồ ăn liên lụy tới hoàng tử càng cẩn thận, giám sát cực nghiêm người ngoài căn bản không có cơ hội hạ thủ hoàng thúc một hoàng tử đi vào thấy hắn vội vàng hành lễ ta cho rằng ta đến sớm nhất không nghĩ tới hoàng thúc còn đến trước hạo vân thắng tùy tiện qua loa vài câu sau đó chư vương cùng các hoàng tử lục tục đi tới tuy đa số đều không thích điểm tâm sáng do hoàng cung chuẩn bị nhưng trên căn bản đều ăn một chút cũng là không muốn để người khác cảm thấy bản thân ghét bỏ hoàng đế ban tặng tuy ăn đồ vật không ra sao nhưng có thật nhiều người muốn đến ăn còn ăn không được không phải hoàng tộc nào cũng có tư cách đến nơi này đầu tiên phải có tư cách vị liệt hoàng cung mọi người đều đến tương đối sớm đến sớm tốt hơn đến muộn nha nắm sát thời gian đến mà nói vạn nhất trên đường có việc trì hoãn lỡ mất thời gian thượng triều sợ là hoàng đế sẽ không cao hứng ô đã tới lúc này sao không gặp lão đại và lão tam một hoàng tử ngắm nhìn bốn phía đột nhiên phát hiện thiếu người kỳ quái hỏi lão đại là chỉ kim vương hạo khải lão tam là anh vương hạo chân nghe vậy mọi người đều nhìn quanh phát hiện đích xác thiếu hai người nhị hoàng tử hạo hồng bưng bát cháo chậm rãi uống bóng chậm gì gì nói lão đại thân thể có bệnh xin nghỉ còn lão tam thì cầm cái hộp đi về phía hậu cung hẳn là có đồ vật gì hiến cho phụ hoàng xin nghỉ thì thôi cho tới tặng lễ có người cười ha ha nói lão tam bình thường không phải không thích làm trò này sao trong ngôn ngữ có chút châm chọc không ít người hoặc cười hoặc tựa như cười mà không phải cười, hoặc không lên tiếng. Lúc này anh Vương Hạo Trân đứng ở phía sau cửa cung, trên tay quy củ nâng một cái hộp, chờ hoàng đế chấp thuận cho vào, đã có người thông báo rồi. Tuy hoàng đế là cha ruột, nhưng hậu cung nữ quyến quá nhiều, sau khi hoàng tử trưởng thành vì tránh hiểm nghi, đại thể đều xuất cung lập phủ, hậu cung đã không phải địa phương như khi còn bé có thể tùy ý ra vào. Hạo Trân cũng đích xác không muốn làm sự tình tặng lễ, nhưng hôm qua vừa vặn đạt được một vật hiếm lạ, không biết làm sao lại bị phụ hoàng biết sai người đến hỏi hắn cũng rất thức thời sáng sớm liền ngoan ngoãn đưa tới chờ một lúc một tên thái giám vội vội vàng vàng chạy tới cúi đầu khom lưng nói vương gia mời ngài về giao đồ vật cho nô tài là tốt rồi hạo chân sững sờ phụ hoàng không nói gặp ta sao thái giám vội nói vương gia ngài không nên hiểu lầm dứt lời nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng thầm thì vốn muốn gặp ngài đột nhiên được tin tức gì thật giống như xảy ra sự tình, bệ hạ trong lúc nhất thời không rảnh tài kiến. Có chuyện, ra sự tình gì, ánh mắt hạo chân lấp lẽ, nhưng không có hỏi thăm quá nhiều, hai tay dâm hộp, khách khí nói. Vậy làm phiền công công, ôi, vương gia đừng nói vậy, đều là bổn phận của nô tài. Thái giám cẩn thận tiếp đồ vật qua, lại liên tục bảo vương gia đi thong thả. Hạo chân trở về phòng nghỉ, vừa vào cửa liền phát hiện mọi người đều lấy ánh mắt cổ quái nhìn mình, thậm chí còn có người thì thầm châm chọc. Hạo chân coi như không nghe thấy, tự mình đi tới bên cạnh bàn điểm tâm sáng, muốn múc bát cháo uống. Nhi tử đang môn tặng lễ, Hạo vân đồ vốn muốn gặp con một chút, nhưng đích xác là gặp phải sự tình, chỉ có thể trước tiên gạt nhi tử qua. Đến một phong thư, là bên giáo sự đài thu được, khẩn cấp truyền tới Hoàng Cung. Hạo vân đồ nhìn thư cân nhắc, nội dung trong thư nói, về quốc nội loạn là thiệu bình ba một tay chủ tính, nói bây giờ thiệu bình ba ngay ở kinh thành tế quốc, rất có khả năng nhằm vào tấn vệ chi chiến lại nhằm vào Tề quốc làm thêm sự tình kiềm chế phá hoại, nhắc nhở Tề quốc cẩn thận. Bệ hạ, hai tên tướng lãnh quân đội bị khẩn cấp triệu kiến bước nhanh đi tới hành lễ. Hai người vốn đang chờ đợi thượng triều, bỗng nhiên được thái giám bắt chuyện gọi đến một bên, nói hoàng đế tìm bọn hắn, sau đó xuất hiện ở nơi này. Hạo Vân đồ ưng một tiếng, đưa thư cho bộ tầm ở bên cạnh. Chương 1652, người tính không bằng trời tính. Giao cho bọn hắn nhìn xem bộ tầm chuyển thư cho hai vị tướng quân nhị tướng ghé đầu kiểm tra hai người xem xong nhìn nhau thần sắc đều có chút nghiêm nghị tướng quân dâu ria rậm rạp chắp tay nói bệ hạ là người phương nào gửi đến hạo vân đồ nói không biết là người nào gửi đến hai vị cảm thấy nội dung trong thư này thật giả thế nào tướng quân ra rẻ ngăm đen nói bệ hạ nếu thiệu bình ba thật muốn làm loạn ở tề kinh mà nói như vậy sự tình không phải chuyện nhỏ Về quốc chi loạn chính là vết xe đổ lấy góc nhìn của thần, sự tình này thà rằng tin có cũng không thể tin không. Tướng quân dâu Rio rậm rạp gật đầu, không sai, thần cũng nghĩ như vậy. Hạo vân đồ đứng lên, trầm giọng nói, tốt, hai vị tướng quân nghĩ giống như chấm, này chính là mục đích gọi các ngươi đến. Hai vị bí mật điều động nhân mã trong kinh, phối hợp giáo sự đài hành sự. Tuân chỉ, nhị tướng chắp tay lĩnh mệnh, hạo vân đồ quay đầu lại nhìn bộ tầm. Sự tình này do người thống nhất sai phái, phát động hết thảy lực lượng của giáo sự đài ở kinh thành chỉ cần thiệu bình ba ở kinh thành cần phải bắt lấy hắn cho chấm tận lực bắt sống hỏi ra kế hoạch phá hoại Tây quốc bộ tâm trần chờ nói thiệu bình ba là huynh trưởng của anh vương phi lúc bắt lấy một khi muốn dùng cường Hạo vân đồ trầm giọng nói không bắt sống được thì giết chết chết sống bất luật nếu như anh vương phi liên lụy trong đó cùng nhau xử trí quyết không khoan dung nói chung quyết không thể để sự tình tương tự về quốc tái diễn bộ tâm minh bạch đối mặt loại sự tình này, không cần lo lắng cảm thụ của anh Vương Phi, cũng không cần quản thiệu bình ba có phải hoàng thân của tế quốc hay không. Có lời này của hoàng đế, trong lòng hắn liền nắm chắc, khom người nói. Vâng, đại công tử, thiệu tam tỉnh vội vội vàng vàng chạy lên lầu các, sắc mặt khó coi. Thiệu bình ba đứng ở trước cửa sổ quay đầu lại, hành tung của chúng ta bại lộ, thiệu tam tỉnh lắc đầu nói. Không phải, thiệu bình ba nhìn chăm chú, vậy ngươi hoảng cái gì? Thiệu tam tỉnh kinh hoàng nói sự tình trong cung ra chút kẽ hở thiệu bình ba giật nảy cả mình bước nhanh về phía trước trầm giọng nói xảy ra chuyện gì mỗi một chi tiết nhỏ đều lặp đi lặp lại sắp xếp thôi diễn để ngươi nhìn chăm chú vì sao còn ra vấn đề hạo vân thắng không phối hợp sao thiệu tam tỉnh vội nói đại công tử hiểu lầm đại kế hoạch không ra vấn đề tất cả thuận lợi chỉ là chỉ là dáng vẻ muốn nói lại thôi nghe được đại kế hoạch không ra vấn đề Thiệu Bình Ba thở phào nhẹ nhóm, ngữ khí cũng chỉ hoán. Chỉ là cái gì, Thiệu Tam tỉnh hiện lên thần sắc khổ sở. Bên anh Vương Hạo Trân xuất hiện biến cố, tiến vào phòng nghỉ, ăn đồ vật có độc. Anh Vương Hạo Trân là con rể Thiệu Gia, cũng là em rể của Thiệu Bình Ba, bây giờ bên này lập kế hoạch độc hại trượng phu của Thiệu Liễu Nhi, để bọn hắn làm sao chịu nổi.